các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Danh môn nhất phẩm quý nữ Của tác giả Tây Trì Mi Phần 4 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Chương 56 Công tử Đỗng Gia nhìn kỹ thị ngất xỉu Diệp lão phu nhân cũng không mềm lòng Chỉ phân phó lý ma ma đưa người trở về Rồi mời đại phu Kỹ thị cao hứng tới Nhưng lại bị nâng về Diệp Di Châu vừa nghe tin liền tới tể huy viện Nhưng vừa tới trước cửa đã bị người của lão phu nhân ngăn cản Không cho đi vào Nàng ta tức giận trừng mắt Cầm lông gà mà coi như lệnh tiễn sao Hiện tại ta đi tìm tổ mẫu Lát nữa trở về sẽ xử lý các ngươi Dù sao cũng là người tổ mẫu phái tới Diệp Di Châu đương nhiên không dám ra tay, nghĩ nghĩ, nàng ta liền xoay người đi tìm Diệp Lão Phu Nhân, lại bị Lý Ma Ma duỗi tay ngăn cản, tứ tiểu thư, Lão Phu Nhân vừa mới nghỉ ngơi, người trở về trước đi. Ma Ma, bà vào thông báo giúp ta một tiếng, ta thật sự đang có chuyện gấp muốn tìm tổ mẫu. Tứ tiểu thư trở về đi, chờ ngày mai tinh thần Lão Phu Nhân thoải mái thì người hãy tới. Diệp Di Châu cắn môi, không dám lỗ mãn tại địa bàn của Lão Phu Nhân, chỉ đành ngậm nước mắt quay về tới trước cửa, nàng ta thuận chân đá bà tử canh giữ một cái, cọ tới cọ lui làm gì. Bà tử không dám kêu đau, vội vàng quỳ xuống. Diệp Di Châu mang theo tức giận vào phòng. Tiểu thư, có lẽ vì chuyện của Ngọc Di Nương mà lão phu nhân mới tức giận, khúc ma ma sớm đã đoán được ít nhiều, tiểu thư lo lắng cho phu nhân, nhưng việc này rốt cuộc cũng là chuyện trong phòng của lão gia, hơn nữa lão phu nhân đang nổi nóng. Diệp Di Châu la lên, không lẽ kêu ta trơ mắt mặt kệ hay sao? khúc ma ma lắc đầu bình tĩnh nói chờ thêm mấy ngày lão phu nhân nguôi giận người lại đi cầu tình không phải sẽ tốt hơn sao nếu vẫn không được đây là lần đầu tiên diệp di châu thấy tổ mẫu mình tức giận như vậy tiểu thư không cần lo lắng cũng sắp tới tết rồi hai vị công tử cũng nên hồi phủ sắc mặt diệp di châu lúc này mới hòa hoãn một chút ta nghe ma ma bên tể huy viện kỷ thị cũng đã tỉnh lại bà ta nằm trên giường phân phó hương lăng người lấy 200 lượng bạc đưa cho người thân của Mama, kêu bọn họ an táng bà tử tế. Tuy là chủ tử nhưng Trần Mama cũng là vú nuôi của bà, tình cảm được nhiên không bình thường. Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ tự mình một chuyến. Hương Lăng nhận lệnh, lại nói, phu nhân, lão phu nhân phái người tới đòi sổ sách và lệnh bài, phải làm sao đây? Cứ từ chối trước, kéo dài thêm hai ngày đi. Đảo mắt đã tới ngày qua Đổng phủ, dung hoa thu dọn thỏa đáng rồi đi nói với lão phu nhân một tiếng xe ngựa từ thiên môn trực tiếp chạy tới cửa lớn Đổng Gia. Dung Hoa vừa xuống xe, Đổng Ngọc Lan đã cười ha hả tiến lên đón tiếp, ta còn tưởng muội sẽ không tới. Đổng Ngọc Lan tính tình ngay thẳng, cho nên Dung Hoa cũng không cần câu nệ, ta thật sự rất thích Đổng Tỷ Tỷ, Đổng Tỷ Tỷ đã gửi thiệp mời, sao ta lại không tới chứ? Ai biết muội có lừa gạt ta hay không? Đổng Ngọc Lan tươi cười. Tới Đổng Gia, Dung Hoa đương nhiên đi thỉnh an Đổng Phu Nhân trước cả đoạn đường ai ai cũng khách khí, đổng phu nhân ngồi ở chủ vị khoảng 40 tuổi, áo ngoài màu xanh sẫm, dung mạo đoan chính, nụ cười hòa ái. Bên cạnh bà là một cô nương có lúng đồng tiền như hoa, vừa thấy nàng và đổng ngọc lan liền đứng dậy. Dung hoa nhìn nàng ấy, rồi uống gối hành lễ với đổng phu nhân, gặp qua phu nhân. Mẫu thân, đây là muội muội diệp gia. Mau đứng lên. Đổng phu nhân hiền hòa cầm tay dung hoa, trên đường có phải lạnh lắm không? Nàng cười lắc đầu, trên xe có lò sưởi, không lạnh. Dung Hoa muội muội, đây là thất cô nương từ gia. Đổng Ngọc Lan kéo tay vị cô nương kia giới thiệu với nàng. Thất cô nương từ gia từ Lưu Quang. Nghe đồn thất cô nương từ năm 15 tuổi thân thể suy yếu, yến hội ngày thường đều không tham gia, bây giờ gặp quả nhiên chỉ là lời đồn. Dung Hoa cười uống gối, từ cô nương. Từ Lưu Quang đáp lễ, thân thiết nói, nếu muội muội đã gọi một tiếng Đổng tỷ tỷ, sao lại khách khí với ta như vậy? Từ tỷ tỷ Dung Hoa thân thiết gọi. Đổng phu nhân khẽ cười, mấy đứa đi chơi đi. Đổng Ngọc Lan cũng cười dẫn hai người cáo lui, vừa ra ngoài đã gặp một nam tự áo gấm màu lam, đầu đội Ngọc Quang. Nhị ca. Đổng Ngọc Lan gọi một tiếng. Lan Nhi. Công tử kia ngẩng đầu, dung mạo tuấn tú, mặt mày như gió mùa xuân, thanh nhuận thư nhã, cả người toát ra khí chất của người đọc sách, vừa thấy Dung Hoa và Từ Lưu Quang đứng cạnh Đỗng Ngọc Lan, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng. Đỗng Công Tử Từ Cô Nương Từ Lưu Quang đương nhiên là người quen của Đổng Phủ. Nhị ca, đây là muội muội Diệp Gia. Đỗng Ngọc Lan nhìn Diệp Dung Hoa, đây là nhị ca ta. Đỗng Công Tử Nàng chào hỏi Diệp Cô Nương Đỗng Trầm Chu đỏ mặt thi lễ, sau đó lại nhìn Đỗng Ngọc Lan, nói, muội tiếp đãi bằng hữu của mình đi. Nói xong, hắn liền gật đầu với Diệp Dung Hoa và Từ Lưu Quang, cất bước vào trong. Tốc độ quá nhanh khiến Dung Hoa không khỏi giật mình. Diệp muội muội đừng để ý, nhị ca ta đọc sách tới ngập đầu luôn rồi. A, à, phụ thân mẫu thân ta đều hy vọng ta giống một tiểu thư khuê cát, huynh ấy có thể dẫn binh đánh giặc, nhưng đáng tiếc, Đổng Ngọc Lan nhún vai, đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. Nàng thích dơ đao múa kiếm, còn nhị ca lại thích đọc mấy thứ khô khan chết người kia. Dung Hoa biết đại công tử Đổng Gia tử trận xa trường, cho nên chỉ cười không nói gì thêm. Đổng Ngọc Lan cũng không tiếp tục, chỉ cười nói dẫn hai người đi về phía trước. Rất nhanh ba người đã tới viện của Đổng Ngọc Lan, trên đường Dung Hoa mới biết một tiểu thư xuất thân dòng giỏi quý tộc như thất cô nương từ gia kỳ thật là người học y. Nói chuyện hàng huyên mới đó đã tới giờ ngọ, Đổng Ngọc Lan đột nhiên thở dài một tiếng, thật ra ta muốn mời hai người tới nhất phẩm cư, nhưng tiếc là không thể, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon nhất phẩm cư chính là tử lâu chu hành và dung hoa vừa mở dung hoa cười cười hà tất phải tới đó ăn nếu đổng tỷ tỷ thích trưa nay chúng ta ăn luôn hai mắt đổng ngọc lan sáng ngời vội vàng phân phó nha đầu nghe lệnh của dung hoa chỉ chốc lát nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ không có bếp lò và nồi bọn họ đành phải dùng lò lửa thay thế thịt cùng ra dưa đã chuẩn bị đủ thịt dê và thịt bò đều vô cùng mềm hơn nữa rau dưa đã bày đầy bàn Dung Hoa kêu nữ đầu bếp đun nước, sau đó gấp từng món bỏ vào trong luộc, tiếp theo làm nước chấm, ăn ngon tới không kìm được. Ba người ăn tới đổ mồ hôi, hai má phấn đào đặc biệt kiều diễm. Lúc trở về, Đỗng Ngọc Lan còn lưu luyến kéo tay Dung Hoa và từ Lưu Quang, nói lần sau sẽ mời hai người tới chơi nữa. Buổi tối trời đông đến sớm, thời điểm trở về dịp phủ sắc trời đã tối đen như mực, dịp lão phu nhân hỏi han vài câu rồi cho Dung Hoa về hải đường biển. Tâm tình Dung Hoa không tệ, vừa ngắm cảnh ven đường vừa trở về phòng nhưng bên phía tể huy viện kỷ thị lại dẫn tới phóng ra lửa người không thấy đi đâu hương lăng thấp giọng trả lời có người nói thấy bọn họ mấy ngày trước sách tay nải rời đi đi đâu kỷ thị đùng đùng đứng dậy hai chân run rẩy lão phu nhân còn đang chờ sổ sách hiện tại phải làm sao đây đây không phải là ép bà vào đường chết sao chương năm mươi bảy Đúng là da mặt dày. Làm thế nào để bổ sung chỗ trống đây? Trong tay hiện tại còn không có quá 500 lượng bạc. Vấn đề là số tiền thiếu không đơn giản là 10 lượng 100 lượng, đó là 4 vạn lượng bạc. Chẳng lẽ phải đi bán đồ cầm cố sao? Nhưng lão phu nhân đang phái người trong chừng, một khi phái người ra ngoài, bên kia lập tức sẽ biết. Lão phu nhân còn đang tức giận, nếu biết thêm chuyện này sẽ càng nổi nóng. Phu nhân bên phía lão phu nhân không thể kéo dài nữa, chi bằng chúng ta đi mượn cửu phu nhân đi. Hương Lan đề nghị. Không được. Kỷ thị lắc đầu. Hay là kêu hai vị thiếu gia nghĩ cách. Cũng không được. Kỷ thị bác bỏ, nhi tử của bà làm gì có nhiều tiền như vậy. Huống hồ cho vay nặng lãi là công việc bị triều đình cấm. Ngươi tiếp tục cho người tìm bọn chúng xem. Sao ngay thời điểm mấu chốt lại không thấy người? Chẳng lẽ? Kỷ thị càng nghĩ, trái tim càng nguội lạnh. Hương lăng gập đầu, lại nói, phu nhân, có cần đi mượn ngủ tiểu thư không? Kỷ thị đưa mắt nhìn trời chiều bên ngoài cửa sổ, trầm tư một lát, quyết định, được, ngày mai ngươi đi xin chỉ thị của lão phu nhân, cứ nói, kỷ thị đột nhiên dừng lại, lắc đầu, tạm thời đừng quấy rầy lão phu nhân. Hôm sau, kỷ thị thay y phục, từ cửa sổ trong phòng men theo dãy nhà sau rời khỏi tể huy viện. Hải đường Nguyễn cách đây khá xa, hơn nửa thời tiết lại lạnh trên đường cơ hồ không đụng phải người kỷ thị chờ bên ngoài qua một lúc lâu mới thấy dung hoa liền cười đi tới dung nhi dung hoa giả bộ kinh ngạc mở to hai mắt đại bá mẫu người không phải đang bị bệnh sao kỷ thị nuốt lời định nói xuống kiên kỵ đưa mắt nhìn túy đồng và lưu tô sau đó mới nói chỉ là bệnh nhẹ mà thôi không đáng ngại dung nhi ta có chuyện muốn nói riêng với con đại bá mẫu túy đồng và lưu tô không phải người ngoài nàng khẽ cười cái gì là không phải người ngoài kỷ thị kìm nén cơn giận trong lòng thở dài một tiếng hiện tại cũng chỉ có dung nhi mới giúp được bá mẫu nếu bá mẫu có khó khăn tốt nhất là đi tìm tổ mẫu thương nghị dung nhi không thể giúp được gì cả sao lại không thể kỷ thị cười hòa ái trước đây không lâu ta không phải đã trả của hồi môn cho con rồi sao bá mẫu muốn mượn con chút bạc để giải quyết việc khẩn cấp con đừng lo ta sẽ lập tức trả lại nhiều hay ít dung hoa hỏi không nhiều lắm chỉ là kỷ thị nhìn nụ cười trên mặt của nàng sung sướng đưa ngón tay ra dấu sáu vạn lượng dung hoa khẽ cười đại bá mẫu nghĩ con sẽ cho mượn sao đúng là da mặt dày đừng nói là sáu vạn cho dù là sáu lượng nàng cũng không cho bốn vạn cũng được kỷ thị vội thu lại hai ngón tay hiện tại bù vào chỗ trống trong sổ sách mới là quan trọng nhất không được dung hoa vẫn tươi cười nhưng hai chữ nói ra lại lạnh như băng. Kỷ thị như bị hất một chậu nước vào mặt, hy vọng thoáng chốc trở thành hư không, bà ta cả giận quát, ngươi. Trưởng bối đã cúi đầu mở lời với ngươi, ngươi sao có thể không vì chút tình cảm mà nể mặt chứ? Tình cảm? Giữa bá mẫu và ta có tình cảm để nói sao? Nụ cười trên mặt dung hoa chưa từng thay đổi, chẳng lẽ bá mẫu không nhớ trước đây từng đối xử với ta thế nào sao? Người không nhớ, nhưng ta lại nhớ rất kỹ cả người kỹ thị rung lên, bàn tay nắm chặt khăn lụa, trên mặt phủ kín một tầng phẫn nộ mà nhìn chầm chầm dung hoa, đó đã là chuyện quá khứ, chẳng lẽ lúc này ngươi có thể dương mắt thấy chết mà không cứu hả? Thấy chết mà không cứu? Dung hoa bật cười, lúc đó bá mẫu có từng nghĩ tới chuyện dơ cao đánh khẽ buông tha cho ta hay không? Ngươi không phải đã trở về nguyên vẹn rồi sao? Chuyện quá khứ coi như là ta có lỗi với ngươi, ta ở đây dập đầu xin lỗi. Kỷ thị không muốn kéo dài chuyện xưa, vội nói, bá mẫu biết ngươi thiện tâm lần này bá mẫu thật sự có chuyện rất gấp tương lai ta sẽ hoàn trả gấp bội bá mẫu có câu này người đời nói rất đúng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nói xong nàng bỏ kỷ thị ở đó xoay người cùng túy đồng và lưu tô rời đi kỷ thị trừng mắt nhìn theo bóng lưng của nàng hận không thể xông tới giết nàng lập tức bà ta đứng nhìn nửa ngay sau đó nhanh chóng xoay người trở về tể huy viện đi được vài bước bà ta lại quay đầu dữ tận nhìn hải đường uyển cẩn thận nghĩ lại trong lòng kỹ thị càng khẳng định chuyện này bên cạnh nha đầu chết tiệt kia lại có một nha đầu thân thủ bất phàm chuyện này nàng ta chắc chắn không thoát khỏi quan hệ nha đầu chết tiệt này hai mắt kỹ thị ửng đỏ trong miệng áp chế vị tanh ngòn ngọt, ngọt duỗi tay đỡ trụ hành lang bên cạnh qua một lúc lâu mới nâng bước tiếp tục trở về tể huy viện kỹ thị vào sân không đi bằng cửa sổ mà trực tiếp vào phòng bằng cửa chính sân viện im ắng kỷ thị không nghĩ nhiều vừa vào phòng đã thấy vẻ mặt tức giận của dịp lão phu nhân hương lăng và mấy nha đầu đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất ngươi tỉnh dậy lúc nào dịp lão phu nhân lạnh giọng quát mẫu thân sao người lại tới đây kỷ thị hoảng sợ nếu không tới ta thật sự không biết ngươi không có ở đây con dâu trong lòng buồn bực nên mới ra sau viện đi dạo kỷ thị không người đáp hừ dịp lão phu nhân hừ một tiếng kỷ thị vội vàng quỳ xuống mẫu thân bớt giận nhìn gương mặt không chút huyết sắc của bà ta lời nói của diệp lão phu nhân cũng hòa hoãn vài phần bên ngoài giá rét người tốt nhất là ở trong phòng nghỉ ngơi đi nếu ta đã tới vậy thuận tiện mang lệnh bài và sổ sách về luôn mẫu thân sổ sách còn phải đối chiếu thêm mấy ngày kỷ thị vội nói diệp lão phu nhân mất hứng mấy ngày rồi còn chưa xong sao diệp châu kỷ châu hai người ở lại hỗ trợ phu nhân đi bên phía con dâu đã có hương lăng là đủ hơn nữa mẫu thân cũng không thể thiếu bọn họ dịp lão phu nhân nhíu mày đi đem sổ sách tới cho ta hiện tại đi ngay kỷ thị hoảng loạn mẫu thân dịp lão phu nhân trừng mắt nhìn bà ta kỷ thị đương nhiên hiểu tình cảnh lúc này lập tức té xỉu hôn mê lão phu nhân đã qua đó lưu tô bẩm báo dung hoa ừ một tiếng sau đó gia chồng ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cùng một phong thơ cho nàng giao cái này cho công tử. Hai người rời kinh thành, mỗi người một vạn lượng bạc, nàng được 14 vạn, 10 vạn nàng để lại, 4 vạn dùng để đầu tư Cẩm Tú Sơn Trang. Lưu Tô nhận lấy, xoay người rời đi. Quay về nói với Ngũ cô nương, tranh thủ tìm thời gian ra ngoài tới thôn trang một chuyến. Chu Hành đã xem thư xong, nhưng lại không duỗi tay nhận ngân phiếu từ Lưu Tô. Sắp tới năm mới, Chiêu Vương cũng nên hồi kinh rồi. Chương 58: Đá cho ngất xỉu vâng nô tỳ sẽ truyền đạt lại cho tiểu thư lưu tô cất lại ngân phiếu do dự một hồi mới nói công tử có một đêm trong phủ phát hiện có người đột nhập có lẽ do nô tỳ và túy đồng đang ở đó nên bọn họ không dám động thủ chu hành ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi là ai lưu tô lắc đầu tiểu thư đoán là người của bạch gia y cũng đoán là bạch lẫm nhưng một kẻ làm ăn buôn bán lại có gan phái người đột nhập phủ đệ của mệnh quan triều đình sao chu hành khẽ nhíu mày trầm mặt một lát mới nói, nếu có lần sau, các ngươi có thể phát tín hiệu gọi người tới hỗ trợ. Nô tỳ thay tiểu thư đa tạ công tử. Hiện tại nàng là người của tiểu thư, thân là ám vệ, an toàn của chủ tử mới là quan trọng nhất. Lưu Tô hành lễ rồi xoay người trở về. Nghe Lưu Tô truyền lời, Dung Hoa không khỏi kinh ngạc, kêu ta tới thôn trang. Vâng. Lưu Tô đáp. Nhớ lại chuyện tin tức chiêu vương hồi kinh lan truyền trong kinh thành gần đây, nàng nói, chờ ta xin chỉ thị của tổ mẫu rồi tính. Nói xong, nàng kêu túy đồng mài mực, tiếp tục cúi đầu viết. Diệp lão phu nhân đang nhàn nhã uống trà. Nhìn đám người diệu châu tính toán sổ sách, cả người kỹ thị đổ đầy mồ hôi. Bà ta bước tới trước mặt diệp lão phu nhân, nhẹ giọng, mẫu thân. Còn chưa dứt lời, diệp lão phu nhân đã lên tiếng cắt ngang, nếu thân thể không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi đi. Kỹ thị miếng môi, con dâu chỉ lo lắng mẫu thân mệt nhọc. Diệp lão phu nhân liếc nhìn bà ta, "Ngồi đi." Kỷ thị đành phải ngồi xuống, nhận lấy ly trà nha đầu đưa tới, trong lòng gấp tới độ như kiến bò trên chảo dầu. Mặt trời dần lặn về tây, nha đầu lặng lẽ thắp đèn, đám người Diệu Châu dừng lại, đứng lên, "Lão phu nhân, xong rồi." Diệp lão phu nhân mở mắt, "Vậy cầm theo đồ, về thôi." "Lão phu nhân, Diệu Châu định nói gì đó, nhưng lại thôi." Diệp lão phu nhân sớm đã có nghi ngờ, bà ta liếc mắt nhìn Kỷ thị lại hỏi Diệu Châu, sao vậy? Đã kiểm tra xong, có điều, Diệu Châu ngước mắt nhìn kỹ thị, rồi cúi đầu, hiện tại chỉ có 200 lượng bạc. Cái gì? 200 lượng bạc. Diệp lão phu nhân cả kinh, tức giận nhìn kỹ thị, sao chỉ có mấy trăm lượng bạc? Tiền từ các cửa hàng và thôn trang đâu? Nói, ngươi đem bạc để đi đâu rồi? Bà tử nha đầu trong phòng sợ tới mức không dám hít thở mạnh. Kỷ thị quỳ xuống, mẫu thân bà ta có vắt hết óc cũng không tìm ra cớ phản bác mẫu thân có chuyện gì vậy dịp thế lâm đúng lúc vào phòng hỏi thê tử của con đi dịp lão phu nhân tức giận giơ tay chỉ vào mặt kỷ thị có chuyện gì dịp thế lâm hỏi lão gia kỷ thị nức nở ngẩng đầu mẫu thân lão gia thiếp đem tiền trong phủ cho người ngoài mượn qua mấy ngày nữa sẽ trả cho ai mượn dịp lão phu nhân hỏi Kỷ thị trầm tư một lát, mới nói, là trường hưng hầu phu nhân. Trường hưng hầu chương gia nổi tiếng là nghèo túng. Ngươi lui tới với nàng ta từ khi nào? Diệp lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Diệp Thế Lâm đã nhíu mày hỏi, ông ta đương nhiên không tin lời kỷ thị nói. Diệp lão phu nhân đưa mắt nhìn Hương Lăng, ngươi nói đi. Trần ma ma chết rồi, Hương Vân còn ở bên lại Ngọc Cát, hiện tại người đắc lực nhất bên cạnh kỷ thị chính là nàng. Lão phu nhân tha mạng, nô tỳ không biết gì cả. Hương Lăng quỳ xuống, dập đầu. Không biết. Vậy đại A đầu như ngươi dùng làm gì? Diệp Thế Lâm quát. Lão gia tha mạng. Hương Lăng khóc lóc, cả người run rẩy, trong lòng thầm hâm mộ Hương Vân đang ở bên Ngọc Di Nương còn chưa trở về. Cẩu nô tài, còn không nói. Diệp lão phu nhân nhìn Hương Lăng đang quỳ dưới đất, quát, người đâu, đem nha đầu này bán tới lầu xanh. Kỷ thị không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn Hương Lăng lão phu nhân tha mạng. Sắc mặt nàng trắng bệch, không ngừng cầu xin dịp lão phu nhân dừng tay. Hạ nhân trong phòng thức thời lui xuống, hiện tại chỉ còn Lý Ma Ma và Hương Lăng đang quỳ dưới đất. Lão phu nhân, lão gia. Phu nhân. Phu nhân cầm bạc cho vay nặng lãi. Hương Lăng rung giọng khai. Dịp lão phu nhân và dịp Thế Lâm lập tức đưa mắt nhìn kỹ thị. Ngu xuẩn. Dịp Thế Lâm quát, gân xanh nổi đầy gương mặt, ngươi dám. Ngươi dám, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kỹ thị. Lão gia, mẫu thân, là con dâu đáng chết. Diệp gia ta thiếu tiền hay là ngươi thiếu tiền hả? Diệp lão phu nhân tức giận, ngay cả chuyện phạm pháp ngươi cũng dám làm. Diệp gia ta trước giờ là một gia tộc thanh thanh bạch bạch. Sao có thể cưới một tang môn tinh như ngươi vậy hả? Thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió, ngươi làm chuyện này có từng nghĩ tới trượng phu ngươi, Hoàng Nhi và Bạc Nhi không? Sự tình một khi truyền ra ngoài, ngươi kêu bọn họ ra ngoài gặp ai đây? Xin giải thích, tang môn tinh, còn gọi là sao tang môn trong trường hợp này chỉ người khắc chồng, xui xẻo, tan tóc. Cho ai mượn? Ta phái người đi đòi tiền vốn lại. Diệp thế lâm quát. Lão gia, kỹ thị hận không thể trực tiếp ngất đi. Chuyện này con đừng nhúng tay vào. Diệp lão phu nhân nói với Diệp thế lâm một câu, sau đó quay đầu nhìn Hương Lăng, ngày mai ngươi đi lấy lại tiền. Hương Lăng càng thêm run rẩy. Sao vậy? Không làm được hả? Diệp Thế Lâm nhíu mày. Người. Bỏ trốn rồi. Hương Lăng thành thật. Diệp Lão Phu Nhân tức giận tới mức trước mặt biến thành màu đen, qua một lúc lâu mới nói, ngươi về phòng tỉnh dưỡng đi, chờ Hoàng Nhi cưới vợ, cái nhà này giao cho thê tử nó xử lý. Nói xong, Lý Ma Ma đỡ Diệp Lão Phu Nhân ra ngoài, Diệp Thế Lâm cũng vội đứng dậy. Mẫu thân. Con dâu biết sai rồi. Lão gia, không dám nữa. Kỷ thị khóc lóc. Tiện nhân. Diệp Thế Lâm đá bà ta một cước. Kỷ thị phun ra một nguồn máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Diệp Thế Lâm không thèm để ý, nhanh chóng nâng bước ra ngoài. Chương 59, nhìn rõ. Diệp Thế Lâm theo Diệp Lão Phu Nhân về Tùng Hạt Đường. Mẫu thân, đều do nhi tử quản giáo nàng ta không tốt, mới để nàng ta phạm vào sai lầm này. Diệp Thế Lâm quỳ gối trước mặt Diệp Lão Phu Nhân con mau đứng lên đi dịp lão phu nhân buông chén trà xuống sao lại là lỗi của con đều do nàng ta tâm tư bất chính lại có lòng tham những chuyện còn lại ta sẽ kêu hương lăng giải quyết chuyện này con không cần lo lắng sắp sang năm mới rồi chuyện trong triều chắc chắn sẽ rất bận rộn hiện tại không phải thời điểm truy cứu sai lầm của ai bọn họ phải nghĩ cách hủy bỏ toàn bộ dấu vết chuyện này lớn như vậy tới lúc có người phát hiện thì sao Diệp Thế Lâm đứng dậy ngồi đối diện Diệp lão phu nhân, gật đầu, hổ thẹn nói, nhi tử bất hiếu, để mẫu thân vất vả rồi. Giữa mẫu tử còn khách khí làm gì? Thiếu nhiều bạc như vậy, ta thật không biết nàng ta định chuẩn bị lễ năm mới thế nào. Lát nữ nhi tử sẽ kêu người mang bạc tới. Tết này, chi phí con dùng cũng không ít, tạm thời cứ vậy đi. Sao nhi tử có thể để mẫu thân tiêu tốn tiền bạc chứ? Tiền của ta sau này không phải đều của mấy đứa hay sao? Diệp Thế Lâm hổ thẹn, nghĩ tới kỹ thị lòng càng tức giận, nếu không phải nàng ta sinh dưỡng Hoàng Nhi và Bạc Nhi. Tạm thời để tỷ muội Châu Nhi giúp đỡ xử lý việc trong phủ, chờ Hoàng Nhi cưới thê là xong. Nhưng ba tỷ muội chúng còn nhỏ, tới lúc đó sẽ gây thêm phiền phức cho mẫu thân. Diệp Thế Lâm lo lắng nói. Diệp Lão Phu Nhân nhíu mi, cảm thấy lời Diệp Thế Lâm nói cũng có đạo lý, lễ Tết trong phủ không thể để ra sai lầm, hơn nữa sang năm tỷ muội các nàng còn chuẩn bị tham tuyển khi bằng chờ Ngọc Nhi khỏe lại, kêu nàng ấy tới giúp người được không? Tuy nàng ấy xuất thân thấp hèn, nhưng tính tình dù sao cũng trầm ổn hơn tỷ muội Châu Nhi. Diệp lão phu nhân trầm tư một lát, đồng ý, vậy cũng được. Nhi tử muốn để cần Nhi kế thừa nhị phòng, Ngọc Di Nương đương nhiên cũng cần cho một ít thể diện. Dù sao trưởng quản Diệp Phủ đã nhiều năm, huống chi bên người còn có đám người Lý Ma Ma và Diệu Châu biết làm việc, Diệp Lão Phu Nhân xử lý việc trong Phủ cũng không mấy khó khăn. Đến nội dung Hoa nói được Đổng Tiểu thư mời lên núi Phượng Minh ở thành Tây ngắm mai, bà ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, Dung Hoa tới thôn trang đã là bữa trưa, cho nên dứt khoát dùng bữa xong mới dẫn Túy Đồng và Lưu Tô ra cửa. Tuyết trên núi vẫn còn động lại, không khí thanh lãnh hơn trong thành vài phần. Xe ngựa đi khoảng một canh giờ mới dừng lại, Lưu Tô đánh xe bên ngoài vén màn lên, "Tiểu thư, tới nơi rồi." Dung Hoa gật đầu đi xuống gió lạnh thổi thẳng vào người xa xa thấy một nam tử một thân áo choàng ấm áp lâm thắng dắt theo hai con ngựa cùng bốn người đứng cách y không xa nghe tiếng bước chân chu hành chậm rãi xoay người áo choàng màu đen đẹp đẽ tôn quý liễu công tử đợi lâu rồi chu hành còn chưa lên tiếng dung hoa đã gọi y là liễu hành vẻ mặt chu hành vẫn lãnh đạm như vậy ta cũng vừa mới đến y khẽ nhìn khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch của nàng cuối cùng không nói gì thêm, y chỉ hỏi, cảm thấy cẩm tú sơn trang thế nào. Những thứ khác đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng nơi thích hợp vẫn không tìm được, hơn nữa chuyện có suối nước nóng càng khó tìm. Dung Hoa chỉ đáp một câu, từ, cũng không tồi. Chu Hành giới thiệu đơn giản sơn trang cho nàng. Cây cối gồm nhiều loại như hải đường, mai, đào, hoa quế, riêng suối nước nóng nằm ở phía đông. Nơi này thật tuyệt. Dung Hoa nhịn không được mà cảm thán, sau đó lại quay đầu, nghiêm túc hỏi chu hành liễu công tử có phải còn chuyện khác không chu hành nhàn nhạt trả lời ngũ cô nương liễu là họ của mẫu thân ta ta họ chu một câu không chút dư thừa dung hoa hành lễ tiểu nữ gặp qua vương gia không cần đa lễ như vậy cô nương cứ gọi ta liễu hành là được chu hành tiếp tục cẩm tú sơn trang này cô nương tiếp nhận đi đây mới là trọng điểm y rời nhà mười mấy năm hiện tại trở về khẳng định có chuyện phải làm hơn nữa sắp tới còn phải tuyển tú, tới lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chầm chầm y. Dung Hoa hiểu, liền đáp, ta biết rồi. Có điều nàng chỉ là một nữ tử, xuất phủ thường xuyên thật sự không tiện, hơn nữa còn có bạch lẫm nhìn mình như hổ trình mồi. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, không biết vương gia có đề cử người nào không, chúng ta có thể cho hắn một phần của Sơn Trang. Chu Hành lắc đầu, ngũ cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tìm người trong chừng là được. Nói xong, Y duỗi tay. Một hán tử cao gầy dẫn ba người tới, hành lễ, gặp qua tiểu thư. "Đứng lên đi." Dung Hoa giơ tay, ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Hành. Chu Hành giới thiệu một lượt, hán tử dẫn đầu là cao quản sự, ba người còn lại lần lượt là thợ mộc, làm vườn và đầu bếp. Nguyên nhân gọi nàng tới đây hôm nay là để bọn họ gặp mặt. Túy Đồng và Lưu Tô biết cách liên lạc với cao quản sự, nếu cô nương có chuyện, cứ kêu bọn họ đi tìm ông ấy là được dung hoa gật đầu trầm tư một lát mới nói hiện tại có thể khởi công rồi nếu đúng thời hạn tháng tư năm sau có thể hoàn thành vừa lúc kỳ thi mùa xuân kết thúc sĩ tử vào kinh thành thi cử nếu rất bọn họ sẽ phải ở lại kinh thành chờ thêm ba năm tới lúc đó sẽ có một đám người rảnh rỗi cẩm tú sơn trang nằm trên con đường trọng yếu sau khi hoàn thành chắc hẳn sẽ tiếp đón rất nhiều quyền quý nếu có thể giúp những người đọc sách tìm việc tạm thời hơn nữa còn để bọn họ sớm tiếp xúc với quan lại trong triều bọn họ chắc chắn sẽ không quên ơn này chu hành vẫn lãnh đạm như thường nói trời lạnh ngủ cô nương về sớm đi dung hoa uống gối cáo từ chu hành phất tay rồi kêu lâm thắng dắt ngựa tới hai người leo lên ngựa như gió cuốn mây tan phóng về hướng tây hôm sau dung hoa mới về thành hai ngày sau chiêu vương chu hành về kinh thời tiết tuy lạnh lẽo nhưng kinh thành lại đặc biệt náo nhiệt từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện của chiêu vương trong cung đương nhiên cũng cử hành gia yến. Gia yến trong cung dung hoa không có cách nào tham dự, có điều yến hội do đại hoàng tử phi tổ chức nàng có nhận được thiệp. Chương 60, tàn hoa bại liễu. Yến hội sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 12, đại hoàng tử phi mời mọi người tới thưởng mai, phàm là tiểu thư và công tử của quan viên từ tứ phẩm trở lên đều nhận được thiệp. Diệp Di Nguyệt cũng được mời. Sang năm tuyển tú, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử đều chưa thành thân hiện tại chiêu vương đã trở về, toàn bộ kinh thành đã bắt đầu có chút động tĩnh. Yến hội lần này được tổ chức tại biệt viện của đại hoàng tử, tuy nói là thưởng mai nhưng danh xứng với thực, toàn bộ biệt viện cơ hồ đều là rừng mai. Nhìn nhóm quý nữ trang điểm lòe loẹt, dung hoa không khỏi khịt mũi coi thường, trời lạnh như vậy, thưởng mai gì chứ? Chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó, tìm thêm quan hệ mà thôi. Kỷ thị hiện tại đang bị giam cầm nhưng bề ngoài bà ta đang bị bệnh nặng, cần phải tỉnh dưỡng, cho nên Diệp lão phu nhân tự mình mang theo cháu trai cháu gái đi dự tiệc. Diệp lão phu nhân khí thế bừng bừng, ánh mắt đều quan sát chúng khuê tú thật kỹ. Hôn sự của ba tôn tử còn chưa định, bà ta đương nhiên phải quan tâm nhiều một chút. Vào đại sảnh, đi thêm một đoạn, Dung Hoa mới được gặp mẫu thân thân sinh của mình, hiện tại là Tây Ninh Hầu Phu Nhân, Nhan Thị. Lão Phu Nhân Nhan Thị hơn 30 tuổi, mắt hạnh mũi quỳnh, một thân màu làm đoan trang, tóc búi gọn gàng, bên trên cắm thêm trăm vàng, nụ cười trên mặt diễm lệ đẹp động lòng người, ung dung hoa quý. Nữ tử bên cạnh là kế nữ kiều nguyệt, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa lê sau mưa khuynh quốc khuynh thành, khí chất thoát tục. Hầu phu nhân hữu lễ rồi. Diệp lão phu nhân chán ghét nhìn nhan thị nhưng không dám làm gì, ngại người xung quanh dòng nó, hơn nữa hiện tại bà ta là Tây Ninh hầu phu nhân, thân phận tôn quý. Gặp qua phu nhân. Dung Hoa cùng tỷ muội Diệp Di Châu, Diệp Di Nguyệt hành lễ mau đứng lên, không cần đa lễ. Nhan thị vẫn cười nhưng ngữ khí vô cùng lãnh đạm, ánh mắt nhìn Dung Hoa không có một tia dư thừa. Nhan thị là vậy, Dung Hoa đương nhiên không dám nghĩ nhiều, hơn nữa nàng cũng không phải dịp Dung Hoa thật sự, cần gì phải đau lòng cơ chứ. Kiều Nguyệt cũng uống gối hành lễ. Sau khi đứng dậy, nàng ta nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy thâm ý. Dung Hoa cũng nhìn nàng ta, mỉm cười. Ta đi qua đó trước đây. Nhan thị hiển nhiên không muốn dính dáng tới Diệp gia, khách sáo một câu liền mang Kiều Nguyệt đi tìm các vị phu nhân khác. Diệp lão phu nhân cũng tươi cười dẫn tỷ muội dung hoa đi vấn an đại hoàng tử phi. Đại hoàng tử phi đoan trang hào phí, trò chuyện vào câu liền kêu người dẫn ba tỷ muội tới vườn mai cùng nhóm khuê tú. Diệp Di Nguyệt ôm nhu uyển chuyển, Diệp Di Châu Vũ Mỹ quyến rũ nhưng dung hoa khí chất thanh nhã mới là người xuất chúng nhất, có điều nhóm tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy, ba người bọn họ ngược lại cũng không gây sự chú ý gì. Diệp Di Châu trực tiếp đi tìm kỹ Vũ Tú và Lâm Nhược, Diệp Di Nguyệt cũng đi sang chào hỏi đám người Phương Gia Nhu. Dung Hoa còn đang suy xét mình phải đi đâu thì Đỗng Ngọc Lan đứng cách đó không xa đã vẫy tay, gọi, Diệp Muội Muội bên này. Dung Hoa cười cười, nhanh chóng đi qua. May mà Muội tới, nếu không ta sẽ buồn chết mất. Đỗng Ngọc Lan một thân váy màu lam, quá tròn màu xanh biết. Sao lại không thấy từ tỷ tỷ? Tỷ ấy chắc lại bị bệnh. Chuyện này Đỗng Ngọc Lan sớm đã thành thói quen, nàng kéo tay Dung Hoa sờ gương mặt mình, muội sờ đi, nụ cười của ta cũng cứng luôn rồi. Mẫu thân ta hạ lệnh, kêu hôm nay cười nhất định không được hé răng, kêu ta phải giống một thục nữ văn tỉnh nhàn nhã. Đỗng Ngọc Lan vừa nói vừa kéo Dung Hoa tới mái đình ít người, đưa mắt nhìn nhóm quý nữ trong vườn, ta thật không rõ, không phải chỉ là mai thôi sao. Còn ngâm thơ đối câu, thật đau cả đầu. Đỗng Ngọc Lan đã sắp 17 nhưng còn chưa đính hôn, lòng đổng phu nhân đương nhiên nóng như lửa đốt, cho nên dung hoa chỉ cười, phu nhân cũng là hy vọng tỷ tỷ có thể tìm được một đức lang quân như ý. Muốn làm phu quân ta? Để xem người đó có giữ được hai tay này không đã? Đổng Ngọc Lan duỗi tay quơ quơ. Dung Hoa cười cười. Đổng Ngọc Lan là người tập võ, chỉ sợ người bình thường không phải đối thủ của nàng, muốn tìm nam tự đánh thắng nàng sao? Thật không dễ. Ngày nào mẫu thân cũng lại nhảy mấy chuyện này, hận không thể trực tiếp đóng gói ta gả đi. Đỗng Ngọc Lan ngồi xuống, hâm mộ nhìn Dung Hoa, sao cha mẹ sớm định thân cho ta nhỉ? Nếu giải quyết sớm hiện tại có cần sốt ruột vậy không? Dung Hoa chỉ cười, tỷ mới 16, cứ từ từ tìm. 16 tuổi ở thời hiện đại chỉ là một học sinh cao trung mà thôi. Nhưng ở Đại Chu, đó đã là nữ tử khó gả. Thôi, không nói việc này nữa. Đỗng Ngọc Lan không muốn tiếp tục vấn đề này, liền nhíp lại gần Dung Hoa, nghe nói chiêu vương gia cũng tới. Vậy sao? Nhìn đôi mắt kia sáng lấp lánh, chẳng lẽ nha đầu này? Dung Hoa không khỏi nhìn chầm chầm nàng từ. vị chiêu vương nay 6 tuổi đã tới Lương Châu, 10 tuổi lên chiến trường, 14 tuổi danh tiếng lẫy lừng, kẻ địch vừa nghe tên đã sợ bỏ chạy. Một tay y huấn luyện cả thiết vân kỵ đấy. Chu hành mới hồi kinh mấy ngày nhưng sự tích của y đã truyền từ đầu đường tới cuối ngõ. Đổng Ngọc Lan thân là nữ nhi của gia đình tướng quân đương nhiên biết nhiều hơn người bình thường. Thấy nàng như vậy, Dung Hoa không khỏi nghi ngờ. Thấy Dung Hoa nhìn mình, Đổng Ngọc Lan dừng lời đang nói lại, Diệp muội muội, muội nhìn ta như vậy làm gì? Muội không được nghĩ bậy, ta chỉ là nàng chống trầm trầm tư, nhất thời không thể hình dung suy nghĩ của mình, chỉ đành duỗi tay kéo tay Dung Hoa, nói, tóm lại, muội đừng nghĩ bậy. Ta không nghĩ bậy. Dung Hoa nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, cười nói. Xuất thân tướng môn, lại thích học võ, chẳng qua sự sùng bái đó hoàn toàn không liên quan tới tình cảm nam nữ. Đỗng Ngọc Lan thở dài một hơn, nàng cũng không tiếp tục chuyện của Chu Hành, chỉ nói, chờ tới năm mới, muội ta và Lưu Quang cùng tới thôn trang chơi đi. Thời tiết tốt, chúng ta có thể cùng nhau câu cá. Đúng rồi, thôn trang nhà ta có một trại nuôi ngựa, tới lúc đó chúng ta còn có thể cười ngựa. Nhìn thần sắc hứng thú bừng bừng của nàng, Dung Hoa cũng cười nàng ấy như vậy mới đúng là cuộc sống của thiếu nữ 16 tuổi nên có, mê chơi thích cười, cưỡi ngựa ca hát. Đỗng Ngọc Lan bỗng dưng im lặng, ánh mắt nhìn chầm chầm phía sau Dung Hoa. Dung Hoa cũng không khỏi quay đầu. Lâm Luật và Dương Hữu đứng bên ngoài, ánh mắt cũng nhìn hai người Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan. Đỗng Ngọc Lan thầm than, nhanh chóng thu lại tư thái bừa bãi, trên mặt hiện lên nụ cười khóe léo, đoan trang cùng Dung Hoa đứng dậy, uống gối, Lâm Thế Tử, Dương Thế Tử, Dương Hựu và Lâm Luật cũng đáp lễ, ngũ cô nương, đổng cô nương. Đáp lễ xong, Dương Hựu xoay người rời đi, Lâm Luật đi vào đình hóng gió, nho nhã hỏi đổng Ngọc Lan, không biết đổng cô nương có tiện hay không? Ta có lời muốn nói với ngũ cô nương. đổng Ngọc Lan miễn cười, ánh mắt lại nhìn Diệp Dung Hoa. Lát nữa ta đi tìm tỷ. Dung Hoa nói với nàng, ánh mắt cũng ngầm ra hiệu cho túy đồng và lưu tô đang canh giữ bên ngoài. Lúc này, Đổng Ngọc Lan mới mang nha đầu rời đi. Sao cô nương lại tới đây? Lâm Luật ngồi phía đối diện, vừa mở miệng đã lộ ngữ khí không tốt, hoàn toàn không lễ độ nho nhã như vừa rồi. Đương nhiên là bị Hoàng tử Phi nương nương mời tới. Dung Hoa kiên nhẫn giải thích. Cô nương đừng quên bản thân đã đính hôn với ta. Cô nương đừng có nói không biết yến hội hôm nay là vì chuyện gì đấy. Nàng đã đính hôn lại dám tham gia loại yến hội này. Thật không biết xấu hổ sao thế tử có thể còn ta thì không dung hoa khẽ cười ta đã đính hôn chẳng lẽ thế tử còn chưa sao chuyện này không giống lâm luật tức giận sao lại không giống người đính hôn với ta là thế tử nếu thế tử tới được vậy ta cũng có thể huống hồ nương nương đã tự mình hạ thiệp mời ta hắn chỉ cho quan phủ phóng hỏa chẳng lẽ không cho bá tánh như nàng đốt đèn sao ngươi quả thật là vô sĩ vô sĩ. Ngài và ta chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Dung Hoa phản bác. Nếu đã vậy, từ hôn đi. Lâm Luật duỗi tay xoa xoa Thái Dương, phu thân nhất quyết không cho từ hôn, vì vậy mục đích hắn tới tìm nàng chỉ có một, khiến nàng biết khó mà lui, chủ động từ hôn. Nghe vậy, Dung Hoa nhíu mày, khẽ cười, ta đã sớm nói với ngài, nếu ngài có bản lĩnh thì cứ lui đi, dịp Dung Hoa ta không phải kẻ một khóc hai nháo ba thắt cổ cuốn lấy ngươi không bỏ, cho dù đời này vì bị từ hôn mà không gả đi được, ta cũng không vì thế mà ăn vạ lâm gia của ngươi. Lời nàng nói có nghĩa là sẽ không chủ động từ hôn. Ánh mắt lâm luật hiện lên một tia ngoan độc, trầm giọng, dịp dung hoa, ý ngươi là muốn gả cho ta. Ngươi là thứ gì? Sao không nghĩ tới những gì mình làm đi? Tàn hoa bại liễu, người như ngươi cũng mơ tưởng bước chân vào lâm gia sao? Nghe xong, dung hoa không giận, ngược lại còn cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã chậm rãi ngưng tụ thành sương. Chương 61, đào cái hố cho hắn nhảy xuống. Lâm luật im lặng chờ nàng lên tiếng nhưng cả nửa ngày dung hoa cũng không mở miệng, trong lòng không biết nàng có ý gì, vì thế chỉ lạnh giọng trước, sao hả? Bị ta nói trúng tâm sự, chột dạ sao? Không còn gì muốn nói phải không? Hừ, muốn vào lâm gia, đời này đừng hồng nghĩ tới, ngươi cho rằng lâm gia dễ bị khi dễ vậy sao? Một đoạn thời gian bị bạch lẫm mang đi, còn có mối quan hệ không rõ với chiêu vương nàng vẫn một thân trong sạch sao ai tin chứ tàng hoa bại liễu cũng mơ tưởng gả vào lâm gia làm thê tử hắn mơ tưởng dung hoa khẽ cười thế tử yên tâm ta thật sự không hề cảm thấy bị thế tử khi dễ vậy cô nương tự giải quyết đi lâm luật tưởng nàng đã nghĩ thông suốt cho nên chỉ hừ một tiếng dung hoa hít mắt ý cười trên miệng chưa từng thay đổi gương mặt toát ra một tầng lạnh lẽo, Lâm Thế Tử, ngài tự hồ đã dùng sai cách rồi. Thấy biểu cảm của nàng mỗi lúc một lạnh, Lâm Luật cũng nhíu mày, cô nương có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho ta? Lâm Luật, ngươi cho rằng mình có thứ gì tốt? Lâm Luật, ngươi nghe rõ cho ta, ta tàn hoa bại liễu cũng được, là băng thanh ngọc khiết cũng thế, chỉ cần ta không từ hôn, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn cưới ta về nhà, tự mình chụp lên đầu cái nón xanh mà thôi. Ngươi, ngươi nghe nàng nói hết sắc mặt lâm luật ửng đỏ gân xanh nổi lên thân là tiểu thư khuê các lại không biết lựa lời mà nói thật là không biết liêm sĩ không biết đề tài này do ai khơi mào vậy muốn nói tới vô sĩ không biết liêm sĩ thế nào cũng là lâm luật ngày trước sau đó mới tới phiên ta chính hắn tự mở miệng từ hôn với một nữ tử khuê các tự hắn tới nói những lời này chẳng lẽ hắn không biết liêm sĩ sao thật đúng là vừa ăn vừa la làng Lâm Luật nhìn gương mặt tuyệt sắc của nàng hiện lên ý cười, trong lòng đặc biệt khó chịu, nếu nàng là nam tử, hắn chắc chắn sẽ xuất chiêu đánh một cái, nhưng nàng là nữ tử, Lâm Luật hắn đường đường là nam tử hắn không so đo với nữ tử nhu nhược, cho nên chỉ đành áp chế tức giận trong lòng, nói, ngươi còn mặt mũi nói chuyện này. Ta chẳng qua là khuyên ngươi tự biết thân phận, Diệp gia chủ động từ hôn ít nhất còn giúp ngươi giữ lại vài phần thanh danh. Xem ra là ta phí phạm lòng tốt, nhiều chuyện rồi. Lâm Luật hắn có lòng tốt. Dung Hoa ngước mắt nhìn đám người Diệp Di Châu và Lâm Nhược Yểu Điệu đứng xa, dương mặt tuyết xinh đẹp như hoa, liền nhẹ giọng hỏi. Hôn sự đã định nhiều năm, hiện tại sao thế tử lại sốt ruột như vậy? Là Lâm Gia các ngươi coi trọng ai sao? Cho nên mới chờ không được. Có lâu ngoại lâu và nhất phẩm cư, tin tức của nàng hiện tại cũng coi như linh thông, cho nên mới biết dương mặt tuyết được Hoàng hậu nương nương coi trọng gả cho tứ hoàng tử, chỉ là chính phi hay trắc phi vẫn còn chưa biết. Trong cung có Thái hậu, Tin tức này Lâm Gia đương nhiên biết, mắt nhìn đợt tuyển tú sắp tới gần, Lâm Luật gấp như vậy, chẳng lẽ là vì muốn lui thân với nàng, sau đó tranh dương mặt tuyết với tứ hoàng tử hay sao? Ngươi nói gì vậy hả? Ngươi nghe lời này từ nơi nào? Nói bậy. Nàng làm sao biết được tin này? Lâm Luật đột nhiên nhớ tới Chu Hành, lạnh giọng, ngươi cho rằng có chiêu vương làm chỗ dựa, ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? Tuy hoàng hậu nương nương có ý, nhưng việc này còn chưa công khai, mà đại bá phụ này cũng không tới mức không biết tin tức này, cho nên, nàng đương nhiên có nhiều con đường để biết. Nhưng nghe nàng nói, không thể nghi ngờ người khi đó là Chiêu Vương vừa hồi kinh. Cái gì là vừa hồi kinh chứ? Chiêu Vương Chu Hành sớm đã trở về. Chỉ là không biết Thái Hậu Cô Mẫu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có biết hay không? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết y hồi kinh, nhưng bề ngoài lại mắt nhắm mắt mở coi như không biết hay sao? Mặc kệ thế nào, Lâm Luật đã gặp y, hơn nữa còn gặp xui xẻo, trong nhà tốn không ít bạc. Từ nhỏ hắn đã không thích chu hành, thái hậu năm đó không con không cái, lại không được tiên đế sủng ái, trong cung chỉ là một phi tần bình thường. Lâm gia tuy là trọng thần nhưng cũng không nổi bật như hiện tại. Mà chu hành là con út được tiên hoàng sủng ái, thiên tư lại thông minh, ngạo khí bất người, đừng nói là huân hương, hương công tử như hắn, ngay cả mấy vị hoàng tử khi nhỏ cũng phải thua kém chiêu vương. Nghĩ tới chu hành cảnh tượng tu sửa lâu ngoại lâu lại hiện lên trước mắt, lâm luật càng thêm tức giận, lời nói càng thêm khắc nghiệt, trai đơn gái chiếc không biết tránh tị hiềm, còn công khai biến lâu ngoại lâu thành nơi riêng tư sao. Dám làm trò trước mặt vị hôn phu của mình, nếu ngươi còn chút lương tâm, biết cái gì là hổ thẹn thì nhanh chóng xử lý chuyện này đi. Giống như ngài và dương cô nương sao. Dung hoa đưa mắt nhìn phía bên phải, khóe miệng ngậm nụ cười châm chọc, lâm luật, đừng tưởng mọi người đều xấu xa như ngươi. Bản thân như hoa trước răng chàng chàng thiếp thiếp. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Lâm luật theo ánh mắt của nàng nhìn dương mặt tuyết bên kia, sắc mặt dẫn đến thay đổi màu sắc, huyết khí cuồn cuộn trước ngực, chính ngươi không biết liêm sĩ thì thôi, đừng hắt nước bẩn lên người khác. Cái gì là hoa trước răng, chàng chàng thiếp thiếp hả? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa, ta đơn độc gặp nàng khi nào. Lâm luật nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên mu bàn tay, hắn cố gắng kiềm chế xúc động để không đánh ra một cước nha đầu trước mặt này lại có bản lĩnh khơi màu lửa giận của hắn. Mỗi lần nói chuyện với nàng, hắn đều muốn ra tay đánh người. Cái gì là chàng chàng thiếp thiếp? Hắn chưa từng lén lúc đơn độc gặp mặt dương muội muội. Nàng ta chẳng qua là chỉ hưu bảo ngựa. Vậy con mắt nào của ngài thấy ta và điện hạ đơn độc gặp mặt? Dung Hoa ngước mắt nhìn túy đồng và lưu tô, khi đó bên cạnh có không ít người, mà nàng và chu hành đều không rời nha đầu và sai vặt của bản thân. Miệng lưỡi sắc bén, cưỡng từ đoạt lý lâm luật đưa mắt nhìn túy đồng lại đột nhiên quay đầu chất vấn dung hoa đúng rồi ngươi thông đồng với chiêu vương bằng cách nào đừng có cáo trạng bậy bạ còn nữa ngài chú ý từ ngữ của mình đi nghĩ tới cảnh tương ngộ với chu hành lại nghĩ tới những việc y giúp đỡ trong khoảng thời gian này dung hoa nhịn không được mà khẽ cười gương mặt thập phần nhu hòa nhìn nụ cười quá mức chói mắt này lâm luật cảnh cáo ngươi hãy nhớ kỹ hiện tại ngươi là vị hôn thê của lâm luật ta đừng hòng ra ngoài câu tam đáp tứ tự bảo vệ tốt thân phận của mình cho ta sao vậy lâm thế tử không muốn từ hôn nữa à sắc mặt lâm luật cứng lại lạnh lùng nói tóm lại ngươi tốt nhất là tự giải quyết đi ngoan ngoãn mà từ hôn nếu không tới lúc đó người mất mặt là dịp dung hoa là dịp gia ngươi a à, còn uy hiếp vừa rồi ánh mắt hắn nhìn dương mộ tuyết tuy ôn nhu nhưng mang vài phần bất đắc dĩ còn ẩn ẩn một chút bi thương xem ra thật đúng là chờ không kịp dung hoa khẽ cười vậy thì ta sẽ chờ ngươi không sợ ta phải sợ cái gì nếu ngài làm được giờ phút này còn ở trước mặt ta nói ẩu nói tả sao dung hoa châm biếm có gì phải sợ vốn quyền từ hôn đang nằm trong tay nàng lâm phu nhân và lâm luật sớm đã chán kết dung hoa không thể nhanh chóng gạt đi hôn sự này, nhưng mãi tới giờ vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ thành quốc công không đồng ý, cho nên lâm gia căn bản không có khả năng từ hôn, mà lâm luật gì có thể dậm chân trước mặt của nàng, sau lưng đâm lén hãm hại mà thôi. Vì thế, chẳng có gì phải sợ. Ngươi, thật không biết tốt xấu. Nói chuyện với nàng quả nhiên sẽ đoản thọ. Lâm luật nghĩ nghĩ một lát, lại nói, ngươi và ta vốn đã ghét nhau, sao ngươi không trở về suy nghĩ lại, thuyết phục trưởng bối diệp gia lui mối hôn sự này hả nói xong mặc kệ nàng đang nghĩ gì hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi dung hoa cũng đứng lên lâm luật ta lặp lại lần nữa việc hôn nhân khi nào lui lui như thế nào đều do diệp dung hoa ta định đoạt người tốt nhất nhớ kỷ điểm này đừng có tới tìm ta dây dưa không rõ ta dây dưa không rõ khi nào lâm luật dừng bước quay đầu phẫn nộ nhìn dung hoa giống như hiện tại Dung Hoa bình tĩnh đáp trả, còn không phải là dây dưa không rõ à. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bằng không tới lúc đó đừng. Tới lúc đó thế nào? Ta thật muốn xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì. Lâm Luật cười nhạo một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, nếu hôn sự này không lui, ngươi vào lâm gia ta thì như thế nào? Cho dù nàng có vào được lâm gia, hắn cũng có trăm phương ngàn cách khiến nàng biến mất không một tiếng động. Đáy mắt Lâm Luật mang theo một tia hung ác nham hiểm. Lâm Luật, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời ta, bằng không tới lúc đó đừng nói tới chuyện cưới tàn hoa bại liễu như ta vào phủ, bản thân ngoan ngoãn trùng chiếc mũ xanh kia đi, hơn nữa, dung hoa khẽ cười, đôi mắt thâm trầm, hơn nữa gả vào lâm gia quả thật là lựa chọn không tồi, bỏ lỡ lâm gia, ta đi đầu tìm mối hôn sự tốt như thế đây. Huống chi? Dung hoa bật cười, huống chi dịp dung hoa ta cũng không phải dễ dàng bị người khi dễ. Ta trước nay ân oán phân minh, có thù tất báo, cho nên, ngươi và Lâm Phu Nhân hãy nhớ rõ những chuyện đã làm với ta, tới lúc đó, nàng thu lại ý cười, gần từng chữ một, tới lúc đó, chúng ta sẽ từ từ tính rõ từng việc một. Ta chắc chắn sẽ khiến toàn bộ quốc công phủ trời long đất lở, mang đến tai họa cho Lâm gia ngươi. Nói xong, mặc kệ Lâm luật có phản ứng gì, nàng nâng bước ra ngoài trước. Thật là giỏng dạc, không biết trời cao đất dày. Lâm Luật nghe tới sửng sốt, tới lúc hoàng hồn thì Dung Hoa đã rời đi, bước chân ưu nhã, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại lả lướt, tóc đen như mây, bên trên lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Trong cơn thịnh nộ, trái tim lâm luật nhịn không được mà đập loạn nhịp, hắn lắc đầu, lập tức đuổi theo, lại sợ người ngoài chú ý nên chỉ thấp giọng, đứng lại, ngươi có ý gì? Nói rõ cho ta. Dung hoa không thèm để ý tới hắn. Lâm luật đuổi theo, duỗi tay chắn trước người nàng. Tiểu thư. Túy đồng và lưu tô kinh hô một tiếng, vội vàng chạy qua. Lâm Luật căn bản không để hai nha đầu vào mắt, liền quát một tiếng, ánh mắt thâm trầm khóa chặt Dung Hoa, đem lời đó nói rõ cho ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn? Lâm Thế Tử Túy Đồng và Lưu Tô đang muốn ra tay thì một bên vang lên tiếng động. Lâm Luật còn chưa nói hết câu đã phải xoay người nhìn qua, chủ tớ ba người Dung Hoa cũng vậy. Áo gấm ngọc quang, ôn nhuận như ngọc đổng trầm chu đi tới, cao mày nhìn Lâm Luật. Vừa thấy đổng trầm chu, Lâm Luật đã lạnh giọng, đổng công tử, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Thế tử đường đường là một đáng nam nhi, đi khó xử một cô nương có phải hành động của quân tử hay không? Đổng trầm chu không nóng không lạnh đối đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn dung hoa, giọng nói nhu hòa đi vài phần, dịp cô nương vẫn ổn chứ? Ừ, đa tại đổng công tử. Dung hoa mỉm cười gật đầu. Có lời thì cứ nói với dịp cô nương là được, tội gì phải động thủ hả? Đổng trầm chu dằn co với lâm luật, nếu không còn gì để nói, vậy thế tử đừng chắn đường dịp cô nương, để nàng ấy đi đi. Hắn thấy bên này ít người, muốn thanh tĩnh nên đi qua, ai ngờ nghe thấy tiếng động, vừa định xoay người thì nghe thấy lời nói sắc bén của dịp dung hoa. Hắn từ nhỏ đã bị tính cách hào phóng của muội muội ảnh hưởng, cho nên không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là nhìn cách lâm luật này cản đường người khác, thật đúng là không phải hành động của một quân tử. Mà cô nương này là hảo tỉ muội với muội muội nhà mình, nếu hắn làm như không thấy, trở về sẽ bị trách không có lương tâm vì vậy, hắn quyết định ra mặt. Nghĩ tới Đổng Ngọc Lan vừa rời đi, ánh mắt lâm luật từ dung hoa chuyển sang Đỗng Trầm Chu, âm hiểm cười một tiếng, nhẹ giọng, thì ra người thông đồng không chỉ có một mà là hai. Dung hoa lạnh lùng đáp trả, miệng chó không phun ra ngà voi. Cả người lâm luật cứng lại, hắn không nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn Đỗng Trầm Chu, nặng giọng, Đỗng Trầm Chu, nàng là hôn thê của ta, là người của lâm luật ta, ta muốn thế nào thì nàng phải là thế đó, ngươi không có tư cách xen vào đổng trầm chu ta chẳng qua là gặp chuyện bất bình nên ra mặt thế tử xuất thân cao quý so với đổng mổ xuất thân lỗ mãng chắc chắn sẽ hiểu thanh danh của nữ tử quan trọng thế nào nếu ngài đã là hôn phu của diệp cô nương vậy phải càng bảo vệ khuê danh của nàng ấy sao có thể đứng đây tùy tiện bôi nhọ đổng trầm chu nghiêm mặt ngữ khí vô cùng nghiêm túc tỏ vẻ không hề thông đồng với dung hoa cũng muốn trào phúng mắng lâm luật một phen nói thật mạnh miệng đổng trầm chu nhìn tay lâm luật siết chặt thành đấm cười nói thế tử muốn động thủ sao? Vậy động mổ xin phụng bồi. Nói xong, hắn lui nửa bước, ta nhường thế tử ba chiêu. Động gia là nhà tập võ, tuy hắn không thích đánh đánh giết giết, nhưng từ nhỏ đã được phụ thân và nhóm sư phó rèn luyện. Ba chiêu. Lâm luật giận tới mức chuẩn bị tung một quyền ra trước, nhưng hắn cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, hai mắt trừng trừng nhìn đổng trầm chu, vũ phu vẫn là vũ phu, thô tục vô lễ, ai muốn động thủ với ngươi hả? đây là yến hội do đại hoàng tử phi tổ chức kỳ thật là ý của hoàng đế thái hậu và hoàng hậu nương nương nếu bản thân vung tay đánh nhau phá nát nơi này tới lúc đó không chắc chắn không thể giải thích mà thái hậu cũng sẽ không bỏ qua cho mình bên nặng bên nhẹ lâm luật vô cùng rõ ràng hơn nữa hắn cũng không phải kẻ dễ dàng xúc động lửa giận không thể để một hai câu của đổng trầm chu châm ngòi điểm quan trọng nhất là hắn nơi nào là đối thủ của tên thô lỗ đổng trầm chu này một khi đánh, tới lúc đó người xấu hổ chính là chính mình. Thì ra là ta hiểu lầm ý của thế tử. Đổng trầm chu khẽ cười một tiếng, thoải mái ôm quyền, đổng mổ tới từ nơi thôn giả, xuất thân gia đình tập võ, đương nhiên không thể so với thế tử văn cao nhã quý, mong thế tử thông cảm. Lời này là thật, hơn nữa người ta đã tiêu sái nhường một bước, lâm luật đương nhiên cũng ôm quyền chấp tay, đáp lễ, đổng công tử khiêm nhường rồi. Người học văn không thể dụng võ giải quyết vấn đề, Lâm Luật tức giận tới chứa cả bụng hỏa lại không thể phát tiết. Đổng Trầm Chu này quả thật không tệ, mới dăm ba câu đã đoạt được quyền làm chủ vào tay mình, so với lần đầu gặp mặt quả nhiên khác một trời một vực. Khóe môi dung hoa bất giác cong lên, miễn cười, nàng một bên gật đầu với hắn, một bên bước ra sau Lâm Luật, nói, nếu thế tử không sợ mất mặt, vậy thì hôm nay, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải nói rõ. Vừa lúc quý nhân trong kinh thành đều có mặt ở đây, ta cũng muốn để mọi người hỏi ngài một chút ngài nhiều lần hất bát nước bẩn lên người hủy hoại thanh danh của ta ép ta từ hôn rốt cuộc là có ý gì muốn nháo thì phải nháo cho lớn thanh danh có ích lợi gì nếu đã không thể ăn lại không thể uống nàng đương nhiên sẽ không để bụng Giả cho lâm luật nàng so với lâm luật càng thêm chán ghét càng thêm ghê tởm nàng vốn chưa ra tay là vì mượn hôn sự này bảo vệ bản thân thêm một đoạn thời gian mấy vị trưởng bối của Diệp Gia kia đương nhiên không thể tùy tiện tính kế để nàng vào cung. Hôn sự đương nhiên phải lui, nhưng lui khi nào, lui như thế nào, nàng phải sử dụng để có ích lợi nhất. Có điều hắn muốn nháo, vậy thì nháo đi, hôm nay nháo ở đây, người có hại nhiều hơn đương nhiên là lâm luật hắn. Là hắn ép nàng từ hôn, tới lúc đó kẻ bị người đời thoá mạ đương nhiên không phải Diệp Dung Hoa nàng mà là lâm luật thất tính bội nghĩa. Đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ giành được không ít sự động tình chỉ là hiện tại không phải thời cơ tốt nhất ngươi đúng là vô cớ gây sự lâm luật thở hổn hển nói hôm nay hắn tới tìm người nói chuyện không ngờ mới một hai câu đã khiến bản thân tức giận dung hoa chỉ đáp trả một câu để xem ngài có biết nặng nhẹ hay không ta từ nhỏ đã am hiểu kinh thư kinh sử đương nhiên hiểu biết chừng mực ngươi cho rằng ta giống ngươi không biết đạo lý hay sao lâm luật cười lạnh thế tử là thành quốc công thế tử đương nhiên là người nhất nhất tuân theo quy củ lễ hiếu dung hoa khẽ cười mà đổng trầm chu bên cạnh cũng ẩn ẩn mỉm cười lâm luật biết dung hoa chỉ việc hắn chặn đường nàng lập tức thẹn quá thành giận nhưng lại không thể phát tiết để mất phong độ chỉ đành hừ một tiếng lạnh giọng khẩu thị tâm phi lời ta nói là thật so với trân châu càng thật hơn ngữ khí của nàng vô cùng chân thành thế tử yên tâm trở về đi thời cơ tới ta sẽ tự mình cho ngài một câu trả lời lâm luật vẫn không tin hừ ngươi nói trở về thì ta trở về chờ sao chờ chờ tới khi nào mấy tháng nữa nàng sẽ tới tuổi tập kê tới lúc đó có thêm lục lễ hắn chỉ biết chờ ngày thành thân nếu thế tử không tin ta đây cũng không còn cách nào khác dù sao cũng là người trong lòng hắn bị hoàng hậu nương nương nhìn trúng nàng lại không có gì phải vội ai biết được trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì thánh nhân có nói trong thiên hạ này tuyệt đối không được tin lời tiểu nhân và nữ tử, ai biết nàng đang có chủ ý gì. Nói nàng không gả cho hắn, nhưng trong lòng nàng thật sự nghĩ gì, ai biết được. Bên phía phụ thân hắn không còn cách, mẫu thân cũng không khả thi, cho nên hắn mới hy vọng nàng tự mình từ hôn, tới lúc đó chẳng lẽ phụ thân toàn ép bản thân cưới nàng hay sao? Nhưng nha đầu này, bản thân đã chán ghét nàng như thế, nàng ngược lại lại không để vào mắt, nếu giống một cô nương khuê tú, nghe những lời này xong nàng không phải nên trở về khóc lóc đòi trưởng bối từ hôm sao? Chờ. Chẳng lẽ chờ cưới nàng vào cửa? Không được. Tuyệt đối không được. Nghĩ vậy, trong lòng lâm luật càng thêm khó chịu. Đỗng trầm chu nhíu mày. Dung hoa nhìn hơi thở bức người của hắn, nửa điểm khẩn trương và sợ hãi cũng không có, chỉ khẽ cười, ta phải làm gì để thế tử tin tưởng đây? Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn qua bên kia, giữa rừng mai ẩn ẩn có thể thấy vài bóng người đi tới, thanh âm đột nhiên cao thêm vài phần, còn thỉnh tứ điện hạ tới đây làm chứng. Lâm luật cả kinh quay đầu, sau đó lại nhìn về phía dung hoa, bên kia có người từ lúc nào. Ta chỉ biết sớm hơn ngài một chút. Nụ cười trên mặt dung hoa còn cao ngạo hơn hoa mai mới nở. Trước khi lâm luật tới không bao lâu, đền hóng gió bên kia đã có người tới, giữa mơ hồ nàng có thể nhận ra một trong số đó là tứ hoàng tử, có điều người còn lại đưa lưng về đây nàng lại không biết là ai. Hai đình tuy cách nhau không xa nhưng có rừng mai ở giữa che chắn, cho nên nàng và Đỗng Ngọc Lan đều không đồng ý. Mà hiện giờ, bọn họ lại trở thành nhân chứng. Mà nhìn biểu cảm lâm luật đương nhiên không biết, cũng khó trách hắn quá nóng vội, một lòng muốn từ hôn cho nên không có tâm tình quan sát tình hình xung quanh. Nếu hắn đã vô tình, vậy đừng trách nàng đào cái hố cho hắn nhảy xuống. Tai họa ngầm này đúng lúc tìm tới. Nếu hắn có thể cướp được dương mộ tuyết thì không có gì để nói, nhưng nếu không cướp được, Lâm Luật tuy cùng lứa với tứ hoàng tử nhưng mang thân phận trưởng bối, mỗi lần nghĩ tới chuyện thê tử là người trong lòng của biểu cửu, hắn đương nhiên sẽ không thoải mái. Tứ hoàng tử bị dung hoa điểm danh nhanh chóng tới đây, người đi cùng là thất hoàng tử. Tứ hoàng tử mắt phượng môi mỏng, khí chất trầm ổn, một thân mãn bào màu tím. Thất hoàng tử hai mắt sáng ngời như sao, gương mặt so với tứ hoàng tử càng thêm tuấn tú, một thân mãn bào màu đen, tươi cười trên mặt như gió xuân thổi tới, vô cùng ấm áp. Hai người đều là rồng trong rồng, quý khí bức người. Gặp qua tứ điện hạ, thất điện hạ. Dung hoa vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Tứ hoàng tử lên tiếng. Biểu cửu cũng ở đây sao? Thất hoàng tử thoáng nhìn dung hoa, sau đó tươi cười thân thiết hỏi lâm luật. Vâng, quấy nhiễu sự thanh tịnh của hai vị điện hạ rồi. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, lâm luật trả lời dung hoa đương nhiên cũng hào phóng uống gối hành lễ lần nữa còn phiền hai vị điện hạ lâm luật liếc nàng một cái cười cười cắt ngang hoa mai trong biệt viện của đại điện hạ nở thật đẹp vừa rồi không biết hai vị điện hạ ở gần đây chi bằng cùng nhau đi một đoạn thưởng mai được không tứ hoàng tử và thất hoàng tử đều gật đầu nhưng không dời bước tiểu nữ to gan thỉnh cầu hy vọng tương lai hai vị điện hạ có thể làm chứng cho tiểu nữ nói chuyện không đầu không đuôi nàng nói gì với hai vị điện hạ thế hả? Lâm Luật muốn ngụy tạo cảnh tượng Thái Bình, cho nên liếc nhìn Dung Hoa, sau đó lại cười cười nhìn hai vị hoàng tử, hai vị điện hạ thứ tội, ngũ cô nương chỉ nói đùa thôi. Tuy cùng lứa, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử, Lâm Luật đương nhiên không thể chỉ dựa vào cái thân phận trưởng bối kia. Tứ hoàng tử nhấp môi nhìn Lâm Luật, lại nghiêng đầu nhìn Dung Hoa, dịp cô nương không cần đa lễ, chuyện nhỏ không tố sức, tương lai nếu cô nương có yêu cầu, bổn điện hạ và hoàng đệ chắc chắn sẽ làm chứng cho cô nương. Sắc mặt lâm luật cứng đờ, lập tức trừng mắt nhìn dung hoa, vi thần cùng ngủ cô nương có chút ý kiến không hợp, sao dám làm phiền hai vị điện hạ. Nói cách khác, đây là chuyện riêng của hai người, không cần bọn họ nhúng tay. Nếu thế tử có tâm tư gì, có thể tiến cung cầu hoàng tổ mẫu thành toàn. Cô nương dương gia là người mẫu hậu xem trọng cho hắn, hắn sao có thể bỏ qua chuyện này. Tứ hoàng tử nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng lại nhiệt tình cho Lâm Luật ý kiến. Nhưng, Lâm Luật và thất hoàng tử ở đây đều có thể nghe ra tâm trạng không tốt của hắn. Khóe miệng cong lên, Lâm Luật khẽ cười, đa tạ tứ điện hạ quan tâm. Nếu được Thái hậu cô mẫu đồng ý, hắn còn chờ tới bây giờ sao? Mẫu thân sớm đã tới cầu ý chỉ của Thái hậu cô mẫu. Hắn thật không rõ, phụ thân không đồng ý, tại sao Thái hậu cô mẫu cũng không tán thành chứ? Lâm Thế Tử hiểu là được tứ hoàng tử cũng cười, đừng khó xử, bức ép một nữ tử nhu nhược. Nha đầu này cố ý châm ngòi ly gián. Nàng rõ ràng biết tứ hoàng tử và thất hoàng tử đang ở gần, cho nên mới kéo mộ tuyết vào. Nha đầu chết tiệt. Trong lòng thầm mắng một câu, sắc mặt càng thêm khó coi, lâm luật cúi đầu, tứ điện hạ nói đúng. Thất hoàng tử nhìn dịp dung hoa, ánh mắt lộ ra tia hứng thú. Thật là, không giống một cô nương bình thường dung nha tuyệt sắc đương nhiên không cần nhắc tới. Lâm luật ăn nói khó nghe, còn ép nàng từ hôn, vậy mà nàng không khóc không nháo, cũng không thương tâm đòi chết, thần sắc vẫn vân đạm phong kinh. Hơn nữa, nàng còn quen cửu hoàng thúc. Thật khiến người khác tò mò. Đa tại điện hạ. Dung hoa hành lễ nói lời cảm tạ. Diệp cô nương miễn lễ. Tứ hoàng tử lên tiếng. Dung hoa đứng lên, quay đầu nhìn lâm luật, thế tử, hy vọng ngài nhớ lời tứ điện hạ nói. Về sau đừng tới làm phiền nàng nữa. Lâm luật đen mặt, không thèm để ý tới nàng. Hắn gật đầu, qua loa có lễ. Dung hoa thu hồi ánh mắt, lại thấy Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu cùng đám nha đầu thước tha lả lướt đi về hướng này. Nàng lại quay đầu, thấy nhóm khuê tú cũng nhìn qua đây. Thấy đám người Dung hoa ở trước, Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu hơi sửng sốt, làm như vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vội vàng đi tới, hành lễ, tứ điện hạ, thất điện hạ, lâm thế tử, đổng công tử. Miễn lễ, tứ hoàng tử nâng tay. Tại điện hạ, Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu miễn cười đứng dậy. Ngũ tỷ tỷ Diệp Di Nguyệt dịu dàng gọi một tiếng. Ngũ cô nương, Phương Gia Nhu cũng hướng dung hoa thi lễ. Lục mùi mùi, Phương cô nương. Dung Hoa lãnh đạm đáp một tiếng. Diệp Di Nguyệt bước hai bước về phía nàng, cười nói, vũ tỷ tỷ tới đây sao không gọi bọn muội vị trí đứng vừa lúc ngăn cách hai người dung hoa và lâm luật phương gia nhu cũng tiến lên hai bước thẹn thùng đứng một bên ánh mắt trộm nhìn tứ hoàng tử ẩn ẩn lộ ra tia vui mừng hai người đều là nữ tử dịu dàng như nước nhưng dịp di nguyệt lại lịch sự nhã nhặn mà phương gia nhu toát ra vẻ vũ mị giờ phút này bọn họ đều thẹn thùng xấu hổ quả nhiên là người đẹp hơn hoa dung hoa liếc nhìn dịp di nguyệt hỏi ta gọi muội muội sẽ tới sao? nơi này quảng cu ẻ e, an tĩnh, hiện tại bọn họ tới đây chẳng qua là vì thấy lâm luật cùng hai vị điện hạ. Hoa mai phía này vô cùng rực rỡ, nếu ngủ tỷ tỷ gọi, muội muội chắc chắn sẽ cùng nhu nhu cùng tỷ tỷ tới đây. Diệp Di Nguyệt dịu dàng trả lời, nói xong còn thẹn thùng lén nhìn lâm luật. Thật là... Dung Hoa xoa xoa bàn tay. Thất hoàng tử đứng cạnh cười nói, Hoàng Huynh, chúng ta qua bên kia đi, đừng quấy rầy nhã hứng của các vị cô nương nữa. Tứ hoàng tử gật đầu. Lâm luật phụ họa, vậy vi thần bồi hai vị điện hạ. Tứ hoàng tử, thất hoàng tử, mời. Lâm luật và hai vị hoàng tử vừa đi, Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu cũng lập tức kiếm cớ rời đi. Đa tại Đổng công tử trượng nghĩa tương trợ. Dung Hoa khẽ cười, thi lễ với Đổng Trầm Chu. Người cũng đi rồi, hiện tại chỉ còn hai người cùng nha đầu gia đình, Đổng Trầm Chu đỏ mặt như ánh bình minh, Diệp cô nương không cần để trong lòng, chuyện nhỏ thôi, huống hồ cô nương lại là bằng hữu của gia muội cô nương gặp khó khăn, ta đương nhiên không thể làm như không thấy. Nói xong, hắn ôm quyền với nàng, động mổ không quấy rầy nữa. Dung hoa kinh ngạc nhìn hắn giống hệt lần trước, dùng tốc độ kinh người biến mất trước mắt. Túy đồng che miệng cười, động công tử này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Ngay cả lưu tô ít để lộ cảm xúc cũng khẽ cười. Nghe vậy, Dung Hoa cũng bật cười thành tiếng, đây còn không phải là nhanh hơn thỏ sao. Đi thôi nàng khẽ cười, đi tìm Đổng tỷ tỷ. Cách đó không xa, Chu Hành nhàn nhạt đứng bên cửa sổ tầng 3 nhìn ra bên ngoài, gương mặt ấm áp nhưng mặt trời hừng đông, tựa như mỹ ngọc đột nhiên xoay người, nói, "Ta đi đây." Cửu Hoàng thúc, kiến hội này còn chưa bắt đầu. Đại hoàng tử vội lên tiếng giữ người lại, "Tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu đều đã nói, kêu người hôm nay ở đây xem nhóm quý nữ trong kinh thành." Yến hội còn chưa bắt đầu người đã muốn đi, chất nhi làm sao giao phó với tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu đây ngươi cứ nói đúng sự thật là được chu hành không chút biểu cảm căn bản là không để ý chỉ xoay người nâng bước xuống lầu cửu hoàng thúc trên mặt đại hoàng tử lộ ra một tia chua xót sao lại kêu phu thê bọn họ phụ trách yến hội này chứ hoàng thúc trời kinh nhiều năm đối với kinh thành vô cùng xa lạ hơn nữa lại có ba vị hoàng đệ cho nên phụ hoàng mẫu hậu và tổ mẫu mới muốn phu thê hắn tổ chức yến hội Thứ nhất là để hoàng thúc cảm thấy quen thuộc, thứ hai là để hoàng thúc và ba vị hoàng đệ xem trước chúng tiểu thư của gia tộc quyền quý. Tuy luận tuổi tác hắn lớn hơn y mấy tuổi, nhưng cửu hoàng thúc lại là trưởng bối, hơn nữa khi nhỏ bản thân cũng ăn không ít khổ cực từ người này. Thấy y đứng cạnh cửa sổ không có ý định đi xuống, hắn cũng không dục y xuống lầu tìm bằng hữu, hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, y đã rời đi, chính mình nào dám cản lại. Trầm tư một lát, trong lòng đại hoàng tử lại cảm thấy may mắn, cũng may mấy vị hoàng đệ còn ở đây. Chu Hành xuống lầu, không cho ai chú ý mà an tĩnh rời khỏi biệt viện. Đại hoàng tử tự mình tiễn y mới quay lại viện. Cách đó không xa là một nhóm quý nữ đang ngắm hoa, kiến trúc của biệt viện vô cùng mỹ lệ và tinh xảo, đình hóng gió, hành lang, núi giả, thác nước cùng vườn mai đều dung hợp với nhau. Dung hoa vừa đi vừa thưởng thức. Túy đồng và lưu tô an tĩnh theo sau. Vừa đi qua một đoạn, từ núi giả đột nhiên chạy ra một thân ảnh nho nhỏ hướng về phía dung hoa. Lưu Tô nhanh chóng nâng bước trắng trước mặt nàng, duỗi tay kéo thân ảnh nhỏ kia lại. Dung Hoa cẩn thận quan sát, là một bé trai khoảng 6-7 tuổi. Đứa nhỏ quơ tay múa chân, lớn tiếng, buông ta ra. Là ai? Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ kêu người tới xử lý ngươi. Giọng nói cứng rắn mang theo 10 phần kiêu căng. Dung Hoa nhìn Lưu Tô, Lưu Tô gật đầu thả nó xuống. Đứa bé sụ mặt nhìn Lưu Tô, hai mắt mở lớn, hừ, đúng là nha đầu to gan, dám bắt bổn công tử. Mau xin lỗi bổn công tử đi. Là ngươi va vào tiểu thư nhà ta trước. Gương mặt đứa bé đỏ lên, quay đầu nhìn Diệp Dung Hoa, mếu máu, tỷ tỷ, nha đầu của tỷ thật vô lễ. Tỷ tỷ. Dung Hoa nhìn đứa bé răng trắng môi hồng như nhân vật trong tranh Tết kia, dặn dò, sau này đừng chạy vậy nữa. Nếu đụng người khác, nói không chừng người bị thương sẽ là ngươi đấy đệ không chạy, đệ là cố ý tới gặp tỷ tỷ. Bé trai ngẩng đầu cười tít mắt, sau đó lại nhìn Lưu Tô, nếu đã là nha đầu của tỷ tỷ, vậy bản công tử không so đo nữa. Lưu Tô nhàn nhạt lui ra đứng sau Dung Hoa. Tỷ tỷ, tỷ xem nha đầu này đi, thật không biết quy củ. Hay là đệ tặng tỷ một nha đầu hiểu lễ nghi nhé. Đứa bé tựa như vô cùng quen thuộc, nhìn Lưu Tô lạnh lùng như thế, nó liền nhiệt tình đề nghị. Ngươi tên gì? thân nhân và người hầu đâu? Có phải lạc đường rồi không? Ta gọi người tới giúp ngươi. Dung Hoa cúi đầu, cười cười, trong lòng buồn bực tự hỏi đứa bé này là ai, sao lại quen thuộc, chạy tới nhận tỷ tỷ với mình vậy? Tỷ tỷ không tin thần nhi sao? Đệ thật sự là cố ý tới tìm tỷ tỷ. Đứa bé biểu môi, đôi mắt đen nhánh ương ước trong mong nhìn Dung Hoa. Thần nhi. Dung Hoa vỗ trán, kiên nhẫn hỏi, ngươi mấy tuổi? Tỷ tỷ, đệ 6 tuổi. Nó vui vẻ trở lời. Nhớ kỹ, sau này đừng chạy lung tung một mình vậy nữa. Dung Hoa mỉm cười, cẩn thận nói, ngoan, nếu gặp được ta rồi thì mau trở về đi, bằng không người nhà sẽ rất sốt ruột. Tỷ tỷ, đứa bé duỗi tay kéo tay Dung Hoa, quơ quơ, năng nỉ, thần nhi muốn ở lại chơi với tỷ tỷ, được không? Nó vừa dứt lời, Đỗng Ngọc Lan liền tới, Dung Hoa muội muội. đổng tỷ tỷ, Dung Hoa như được gặp cuối tinh, nàng ra hiệu dò hỏi nàng ấy, thầm hỏi đứa bé này rốt cuộc là ai. Đổng Ngọc Lan nhìn nhìn bé trai kia, sắc mặt khẽ thay đổi, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn Dung Hoa mang theo tia đau lòng, hình như không biết phải giới thiệu ra sao. Đổng tỷ tỷ biết nó là công tử nhà ai sao? Dung Hoa dứt khoát lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ không biết đệ. Đứa bé thất vọng nhìn nàng, thanh âm nghẹn ngào nức nở. Dung Hoa chỉ biết nhìn Đổng Ngọc Lan kiều vũ thần đổng ngọc lan tiến lên nhỏ giọng bên tai nàng ba chữ kiều vũ thần nàng lập tức biết đứa nhỏ trước mặt là ai nó là hài tử nhan thị sinh sau khi tái giá tây ninh hầu có hai trai hai gái trưởng tử kiều vũ đình và trưởng nữ kiều nguyệt do nguyên phối sinh dưỡng ngoài ra còn một thứ nữ tên kiều nhân do vợ lẽ sinh ra mà kiều vũ thần đứa bé nhỏ tuổi nhất là do nhan thị sinh ra dung hoa chưa từng gặp mặt nhưng biết sự tồn tại của nó nàng và nó là tỷ đệ cùng mẹ khác cha, tuy nàng có khả năng không phải nữ nhi của Nhan thị, nhưng hiện tại nó chính là đệ đệ của nàng. Tỷ tỷ, Kiều Vũ thần kéo tay nàng, ngẩng đầu cười tủng tỉm. Thần nhi ngoan. Dung Hoa duỗi tay sờ đầu nó, nhưng lại không muốn thân cận. Mấy năm nay Nhan thị không quan tâm tới nàng, vừa rồi gặp mặt còn xem như người xa lạ, rõ ràng là rạch ròi quan hệ giữa cả hai. Hơn nữa, Kiều Vũ thần đã 6 tuổi, trong trí nhớ nàng căn bản chưa từng gặp nó, đủ để chứng minh nhan thị không thích nàng và nó thân thiết. Huống hồ, thân phận của bản thân hiện tại còn chưa rõ. Thần Nhi sớm đã muốn đi gặp tỷ tỷ, nhưng trước nay đều không gặp được. Kiều Vũ thần tươi cười tới mặt mày hớn hở, thập phần vui vẻ. Nhan thị không hy vọng Kiều Vũ thần thân thiết với nàng, nhưng nó tại sao lại ở đây, còn thân thiết gọi nàng là tỷ tỷ. Dung Hoa bắt đầu sinh nghi, Tây Ninh hầu phủ chắc chắn có người nói gì đó với nó, nhưng chuyện của Tây Ninh hầu phủ, nàng không quan tâm, chỉ không lưng mỉm cười nói, nếu thần nhi gặp được tỷ tỷ rồi thì trở về cạnh phụ thân đây, để lén chạy tới đây, phụ thân đệ chắc chắn sẽ lo lắng. Kiều Vũ thần nghĩ nghĩ, thấy lời nàng cũng có lý, hắn liên tục chớp mắt nhìn Dung Hoa, đôi mắt đen nhánh, cánh môi hồng hồng cùng khuôn mặt trắng nõn béo tròn, đáng yêu khó mà diễn tả. Nhan thị đối xử với Dung Hoa thế nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày con ruột không quan tâm, bà ta lại đi quan tâm săn sóc Kiều Nguyệt. Đổng Ngọc Lan vì dung hoa mà bên vực kẻ yếu, đối với Kiều Vũ Thần đương nhiên vô cùng phản cảm, cho nên không chút khách khí nói, nghe lời, về đi, bằng không để mẫu thân ngươi biết sẽ không cao hứng. Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà quản chuyện đi hay ở của ta? Ta không đi, ta muốn ở đây cùng tỷ tỷ. Kiều Thần Vũ đưa tay chống nạnh, tức giận nhìn Đổng Ngọc Lan. Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng gọi ta một tiếng đổng tỷ tỷ, đứa nhỏ như ngươi thật không biết lễ phép. Đổng Ngọc Lan cũng phòng má mắng. Dung Hoa thấy hai người tức giận, không khỏi bật cười. Tỷ tỷ, nàng ta khi dễ đệ. Kiều Vũ Thần ý vào tuổi nhỏ, liền nức nở làm nũng cáo trạng với Dung Hoa, ánh mắt lại khiêu khích nhìn Đổng Ngọc Lan. Nam tử hán đại trượng phu lại đi làm nũng, thật không biết xấu hổ. Đổng Ngọc Lan thè lưỡi. Khi dễ tiểu hài tử, ngươi mới không biết xấu hổ. Kiều Vũ thần lập tức phản bác, mở to hai mắt nhìn Đổng Ngọc Lan, ngươi là tiểu thư Đổng gia võ nghệ cao cường, không ngờ lại đi khi dễ một tiểu hài tử. Còn nữa, tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, ngươi không giành được đâu. Ta khi dễ ngươi khi nào? Hừ. Hai người cứ người chạy ta đuổi, náo loạn cả lên. Ta đi đây, hai người cứ từ từ chơi đi. Bị hai người nháo tới đau cả đầu, Dung Hoa dứt khoát nâng bước. Tỷ tỷ, đừng đi. Kiều Vũ Thần lập tức chạy theo Dung Hoa, chưa được hai bước đã ngã xuống đất. Tỷ tỷ, đau, nước mắt lập tức trào ra, Kiều Vũ Thần duỗi tay về phía Dung Hoa, năn nỉ. Nàng lập tức nhíu mi, hít sâu một hơi. Nghiêm trọng không? Mau để ta xem. Đỗng Ngọc Lan lo lắng hỏi. Tiểu thư, vừa rồi có người bắn cái này lại mới khiến Kiều Tứ Công Tử té ngã. Túy Đồng thấp giọng nói nhỏ bên tai. Dung Hoa nhìn xuống đất, thấy dưới chân kiều vũ thần có viên đá nhỏ. Đây là... Có người cố ý. Thần nhi, đệ sao vậy? Là ai khi dễ đệ? Đổng Ngọc Lan còn chưa tới trước mặt kiều vũ thần, một giọng nói kiều mị truyền tới, theo đó là một nữ tử mặc váy hồng nhạt, áo ngài màu xanh, diện mạo tú lệ tới đây. Vừa thấy máu trên tay kiều vũ thần, nàng lập tức chạy tới, không người, dịu dàng dỗ dành, ngoan, thần nhi không khóc, để tam tỷ tỷ thổi sẽ không đau nữa tam tỷ tỷ kiều vũ thần gọi kiều nhân một tiếng ánh mắt lại trào nước nhìn dung hoa thần nhi ngoan tam tỷ tỷ đưa đệ về phòng mời thái y tới xem cho đệ chờ đắp thuốc rồi sẽ không đau nữa kiều nhân dỗ dành sau đó bất mãn đứng dậy nhìn dung hoa và đổng ngọc lan đệ đệ ta sao lại bị thương ngữ khí mang vài phần hùng hổ dọa người cùng dung mạo điềm mỹ hoàn toàn khác biệt ngươi đừng nói bậy là đệ đệ ngươi tự ngã đó đổng ngọc lan phản bác Đệ đệ ta đang êm đẹp sao có thể té ngã? Ai biết có phải có người cố ý hay không?" Kiều Nhân vừa nói vừa liếc Dung Hoa. "Kiều cô nương vẫn là mang đệ ấy về xử lý vết thương trước đi." Dung Hoa nghiêm mặt nói, chuyện của Kiều gia lại dám tính kế lên đầu nàng. Đã vậy còn dính líu tới một đứa bé 6 tuổi. Có người nghe thấy động tĩnh liền tới đây, thấy Kiều Vũ thần bị thương, hạ nhân lập tức chạy tới đại sảnh bẩm báo đại hoàng tử phi. "Tam tỷ tỷ, là đệ tự ngã." Kiều Vũ thần nhìn Kiều Nhân, nức nở. Kiều Nhân quay đầu nhìn đứa bé, thần nhi ngoan biết vì tỷ tỷ, nào, tỷ tỷ mang đệ đi đắp thuốc. Nói xong, nàng ta liền kéo Kiều Vũ thần đi về hướng đại sảnh. Đệ không đi, thần nhi không nói sai. Kiều Vũ thần oa oa khóc lớn. Được, được rồi, thần nhi không sai, ngoan, đi cùng tam tỷ tỷ nào. Kiều Nhân dịu dàng nói. Kiều Vũ thần lúc này mới khục khịch cùng nàng rời đi. Diệp tiểu thư, Đổng tiểu thư, nương nương cho mời. Một nha đầu đột nhiên tới đây, cung kính hành lễ với Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan. Dung Hoa liền gật đầu. Tiểu công tử của Tây Ninh hầu bị thương, đại hoàng tử phi đương nhiên muốn hỏi cho rõ, mà ngay lúc đó có mặt nàng và Đổng Ngọc Lan, hiện tại chắc hẳn phải gọi bọn họ qua hỏi chuyện. Đây rõ ràng là cố ý dùng Kiều Vũ thần để tính kế Nhan thị. Có điều, Nhan thị dường như sớm đã cắt đứt quan hệ mẫu tử với Dung Hoa. Không ngờ người của Kiều gia lại đánh chủ ý lên đầu nàng. Xem ra ba huynh muội Kiều gia không phải đèn đã cạn dầu. Đổng Ngọc Lan đi song song cùng Dung Hoa, thấp giọng xin lỗi, đều do ta không tốt. Nàng vốn chơi đùa với Kiều Vũ Thần, cho nên không hề chú ý tới lý do Kiều Vũ Thần té ngã. Không liên quan tới Đổng Tỷ tỷ. Dung Hoa duỗi tay nắm lấy tay nàng, cười nói, nếu truy cứu tới cùng thì chuyện này là do ta liên lụy tới tỷ tỷ. Đây rõ ràng là cái bẫy người của Kiều gia thiết kế. Đổng Ngọc Lan không dám tin mà mở to hai mắt, nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền cả giận nói, mấy năm nay Kiều phu nhân đã mặc kệ muội, hiện tại có người tính kế lên muội thì có ích gì? Còn dám hại một đứa bé nhỏ như vậy, thật không biết xấu hổ. Tính cách nàng thẳng thẳng, hơn nữa Đổng gia lại vô cùng đơn giản, có điều nàng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Dung Hoa nói vậy liền hiểu mọi chuyện. Dung Hoa chỉ cười cười, không đáp Người Kiều gia tính kế nàng và Kiều Vũ Thần, mục đích đơn giản là nhan thị mà thôi. Kiều Vũ Thần người nhỏ, bước chân cũng bé, chẳng mấy chốc dung hoa đã đuổi kịp nó và Kiều Nhân. Tam tỷ tỷ, đau. Kiều Vũ Thần vừa khóc vừa kêu đau, thấy dung hoa đã đuổi theo liền nức nở gọi, tỷ tỷ. Dung hoa nhìn đứa nhỏ, cười cười. Thần nhi, con làm sao vậy? Nhan thị nghe tin vốn chờ ở hành lang vội chạy tới. Hầu phu nhân, đừng vội, Thái y lập tức tới ngay. Ma ma quản sự cũng vội đi theo, phu nhân, hay là đưa công tử vào trong rồi nói. Nhan thị sốt ruột cúi đầu, thần nhi, mau để nương xem, bị thương ở đâu hả? Mẫu thân. Kiều vũ thần khục khịt gọi một tiếng, ngoan ngoãn duỗi tay tới trước mặt nhan thị. Nhan thị hít một ngụm khí lạnh, hốc mắt lập tức đỏ ửng. con của ta, sao lại té nghiêm trọng như vậy? Còn bị thương ở đâu không? Nói xong bà ta lại nhìn đứa bé, duỗi tay sờ xem còn vết thương hay không ngoan thần nhi không khóc sau đó bà ta đứng lên ôm kiều vũ thần vào lòng quét mắt nhìn đám người kiều nhân sao thế hả thần nhi sao lại té ngã nữ nhi cũng không biết đệ đệ bị té thế nào kiều nhân ngoan ngoãn trả lời nữ nhi nghe tiếng đệ đệ khóc mới tới khi đó có ngũ cô nương và dịp cô nương nhan thị ngước mắt nhìn dung hoa bên trong ẩn ẩn tia chán ghét dung hoa chuyện gì thế hả phu nhân là ta chơi đùa với tứ công tử nên mới xảy ra sơ sót. Đổng Ngọc Lan xin lỗi. Mẫu thân là tự thần nhi té ngã, không liên quan tới tỷ tỷ và đổng tỷ tỷ. Kiều Vũ Thần ngẩng đầu nói. Nhan Thị vừa định mở miệng thì Kiều Nguyệt từ trong đi ra, mềm nhẹ hỏi, mẫu thân, thần nhi sao rồi? Nhan Thị vội xoay người, nói, bên ngoài trời lạnh, không phải đã kêu con ở trong rồi sao? Sao lại ra đây? Nữ nhi là lo cho thần nhi thôi. Kiều Nguyệt khẽ cười, lại thấy gương mặt nức nở của Kiều Vũ Thần, vội gọi, thần nhi. Vừa kêu một tiếng, ánh mắt lại chạm tới bàn tay đầy máu của đứa nhỏ, gương mặt Kiều Nguyệt trắng bệch, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi môi tím tái, cả người lão đảo. Đại tiểu thư, nha đầu phía sau vội duỗi tay đỡ nàng. Nhị tỷ tỷ, Kiều Nhân cả kinh gọi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Thái Y, mau gọi Thái Y. Nhan Thị thấy thế liền gấp giọng gọi, cánh tay lập tức buông kiều vũ thần đang bị thương qua, nhanh chóng qua đó, một bên ngẩng đầu nôn nóng kêu ma ma quản sự bên cạnh dẫn đường, một bên kêu nha đầu đưa kiều nguyệt theo ma ma về thiên thính. Mọi sự chú ý đều dồn về phía kiều nguyệt. Đứa bé 6 tuổi bị thương kiều vũ thần bị vứt qua một bên, không ai hỏi đến, nhan thị và kiều nhân dường như quên mất sự tồn tại của nó, ngay cả nha đầu cũng không để lại. Dung hoa thở dài một tiếng, bước lên một bước, khẽ gọi, thần nhi. Đổng Ngọc Lan cũng thương hại nhìn đứa bé. Kiều Vũ Thần cúi đầu, nửa ngày sau mới chậm rãi ngẩng lên, nước mắt lại lần nữa tràn mi, tỉ tỉ. Đứa bé đáng thương như một con chó bị vứt bỏ. Chương 62, Tỏa Sáng Kiều Phu Nhân này ngay cả Nhi Tử cũng không quan tâm sao. Đổng Ngọc Lan nhẹ giọng bên tai dung hoa, nữ Nhi té xỉu thì sốt ruột, chẳng lẽ thần Nhi bị thương thì bỏ mặt qua loa sao. Ngay cả một nha đầu cũng quên phân phó đối với nhi tử còn như thế khó trách đối với nữ nhi cũng máu lạnh vô tình dung hoa chỉ mỉm cười có thể do bà ấy qua lo cho kiều nhi cô nương kỳ thật nàng cũng không ngờ sự tình lại như vậy bản thân vì có khả năng không phải thân sinh nên mới bỏ mặt nhưng kiều vũ thần nức nở trước mắt lại là thân sinh của mình ngay cả một hạ nhân cũng không để lại bà ta cứ như vậy mà rời đi sao nàng nhìn ra được kiều nguyệt có bệnh tim trong người cho nên vừa thấy máu tươi trên tay kiều vũ thần liền bị kích thích cho nên té xỉu. Nhìn đám nha đầu kia thuần thục như vậy, hẳn đây không phải lần đầu. Thân thể Kiều Nguyệt có thể quan trọng hơn, cho nên Nhan thị mới sốt ruột, nhưng chuyện này thật quá mức tưởng tượng. Nhan thị này đúng là mẹ kế tận tâm lạ thường. Mấy phu nhân khác đưa mắt nhìn qua đây, ai nấy đều khẽ tán thưởng, nói Nhan thị hiền lương thục đức, đối với hài tử mà nguyên phối để bụng quan tâm như vậy, đúng là hiền thê lương mẫu khó gặp. Thái y thở hổn hển mang theo thùng thuốc chạy tới. Được nha đầu dẫn đường trực tiếp vào thiên sảnh. Kiều Vũ thần như cảm giác được Dung Hoa có chút khác thường, duỗi tay kéo kéo ống tay áo của nàng, ngoan ngoãn nói, "Thần Nhi không sao, không đau gì cả, nhị tỷ tỷ nghiêm trọng hơn thần Nhi." Lời tuy nói thế, nhưng nói dù sao chỉ là đứa bé 6 tuổi, trên mặt đương nhiên giấu không được mất mát và bi thương. Có lẽ bản thân bị xem nhẹ đã không phải lần đầu tiên, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan ngoãn. Dung Hoa duỗi tay sờ trán của nó, đi tỷ tỷ mang đệ đi bôi thuốc. Được. Kiều vũ thần liền nở nụ cười. Đi nào, các tỷ tỷ đưa đệ đi bôi thuốc. Đỗng Ngọc Lan cũng cười kéo tay còn lại của đứa nhỏ. Vừa rồi nàng còn vì nhan thị mà ra mặt bên vực dung hoa, hiện tại bản thân mới cảm thấy nó cũng không hạnh phúc hơn gì. Nô tỳ hợp hương gặp qua đổng Tiểu Thư, Diệp Tiểu Thư và Kiều Tứ Công Tử, mời ba vị đi hướng bên này. Cuối cùng cũng có nha đầu trong phủ đại hoàng tử chú ý tới ba người, cho nên tiến lên hành lễ rồi dẫn họ tới thiên sảnh. Đám người vây kính chiếc giường, Thái Y ngồi trên ghế bắt mạch, Nhan Thị đứng cạnh lấy khăn che miệng, thấp giọng gọi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Kiều Nhân cũng lo lắng, sợ hãi dìu Nhan Thị. Mọi người không hề chú ý tới ba người dung hoa tiến vào, tất cả đều một lòng lo lắng cho Kiều Nguyệt đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Hợp hương, nha đầu mang các nàng vào thấy tình hình như vậy, liền hành lễ, ba vị xin đợi một lát, nô tỳ đi lấy nước ấm lại làm phiền rồi. Dung Hoa gật đầu. "Tỷ tỷ, Đổng tỷ tỷ, thần nhi không đau, hai người đừng lo lắng." Kiều Vũ thần ngẩng đầu, một tay kéo Dung Hoa, một tay kéo Đổng Ngọc Lan, nói, "Thần nhi đi xem Nhị tỷ tỷ trước." Dung Hoa gật đầu. Kiều Vũ thần liền qua đó, Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan cũng tiến lên hai bước. Sắc mặt Kiều Nguyệt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Một tay thái y đang đặt trên cổ tay trắng ngần của nàng, bắt mạch. "Mẫu thân" Kiều Vũ Thần chạy tới bên cạnh Nhan Thị, khẽ gọi. Thần Nhi ngoan, đừng làm ồn, nhị tỷ tỷ đang bệnh. Nhan Thị quay đầu, lúc này mới nhớ trên người đưa nhỏ còn mang thương tích, ánh mắt nhìn chầm chầm đôi tay kia, hòa ái nói, Thần Nhi kêu Vân Nhi tỷ tỷ đưa mình đi rửa sạch vết thương trước được không? Chờ Thái Y xem xong cho nhị tỷ rồi sẽ tới lượt con nhé. Nói xong, bà ta liền nhìn nha đầu mặc áo xanh tên Vân Nhi bên cạnh. Vâng. Khóe mắt Kiều Vũ Thần ương ước nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vân Nhi cười tủm tỉm tiến lên, duỗi tay kéo Kiều Vũ Thần, tứ thiếu gia, nô tỳ đưa ngài đi rửa sạch vết thương trước. Nhan Thị làm như không thấy Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan, nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn Kiều Nguyệt. Kiều Nhân nhìn hai người, khẽ cười một cái, rồi cũng quay đầu. Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan cũng không để ý, bọn họ xoay người theo Kiều Thần Vũ tới bên cửa sổ ngồi đợi. Đúng lúc này hợp hương đã mang nước ấm tới, bên trong còn một chiếc khăn trắng sạch sẽ, phía sau cũng có một nha đầu bưng bồn nước ấm tương tự. Tiểu nha đầu theo phân phó của hợp hương đặt bồn nước lên bàn rồi lui sang một bên. Hợp hương tự mình gắt bồn nước lên bàn, nói, để công tử và hai vị tiểu thư chờ lâu rồi. Tứ thiếu gia, nô tỳ sẽ nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ không làm đau ngài, đừng sợ. Vân Nhi ôn hòa cuối người cầm khăn ướt vắt khô, sau đó lại kéo tay kiều vũ thần lau bụi đất trên miệng vết thương. Vừa chạm vào, kiều vũ thần đã đau tới trên ra tiếng theo bản năng mà rụt tay về dung hoa cũng nhịn không được mà nhíu mày ngươi nhẹ tay một chút đừng làm đau nó đổng ngọc lan lên tiếng đổng tiểu thư Diệp tiểu thư nô tỳ sẽ cẩn thận vân nhi mỉm cười nhìn hai người dung hoa và đổng ngọc lan sau đó không người dịu dàng nói với kiều vũ thần tứ thiếu gia đừng sợ nô tỳ sẽ nhẹ tay một chút được kiều vũ thần lại ngoan ngoãn duỗi tay ra trước Lần này, đứa nhỏ không trên nữa, khuôn mặt đau tới nhíu thành một cục, nhưng vẫn gượng cười nhìn Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan. Thật là đứa bé mẫn cảm lại hiểu chuyện. Trong lòng Dung Hoa thầm khen. Cứ đau thì kêu ra đi, ngươi còn bé không ai chê cười ngươi đâu. Đỗng Ngọc Lan đau lòng nói. Không đau. Kiều Vũ thần nhíu mày, vẫn cố gắng mỉm cười. Dung Hoa liền cổ vũ nó, dũng cảm lắm. Quật cường nữa. Đỗng Ngọc Lan cũng khen ngợi nghe vậy, kiều vũ thần vô cùng cao hứng. nhan phu nhân hứa thị nghe tin liền cùng nhan mẫn chi đuổi tới, lúc vào phòng liền thấy kiều vũ thần ngồi bên cửa sổ, đau lòng gọi, ai gia, đứa cháu ngoan của ta, con bị thương ở đâu? thái y nói thế nào? để mở xem xem. sau đó lại nhìn dung hoa, từ ái nói, dung nhi cũng ở đây sao? vân nhi và hợp hương vội dừng tay, đứng dậy hành lễ rồi nhường đường. mở. nhan phu nhân. Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan cũng đứng dậy hành lễ. Mợ. Kiều Vũ Thần cũng chuẩn bị xuống đất hành lễ, lại bị hứa thị ngăn cản, thần nhi đừng cử động, coi chừng đụng trúng vết thương. Nhan Mẫn Chi thi lễ với Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan xong, liền nhìn Kiều Vũ Thần, biểu đệ, đệ có đau không? Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không đau. Đứa cháu đáng thương của ta. Hứa thị rưng rưng nhìn vết thương trên tay đứa nhỏ, nhìn này, Chắc là đau lắm, nói xong bà ta liền kêu nhường chỗ để Vân Nhi và Hợp Hương tiếp tục. Hứa thị liền mang nhan mẫn chi qua phía nhan thị, cô nải nải, Nguyệt Nhi sao rồi? Nhan thị quay đầu, đại tẩu. Không sao đâu, đừng lo lắng. Hứa thị nắm tay nhan thị, vỗ vỗ, đưa mắt nhìn Kiều Nguyệt thi châm, cũng không nói nhiều. Trong đại sảnh, chúng phu nhân vẫn nói cười náo nhiệt. Từ bên ngoài đi vào, dịp Di Nguyệt tới cạnh dịp lão phu nhân, cao mày lo lắng hỏi tổ mẫu, chúng ta có nên tới thiên sảnh không? Cháu lo cho ngủ tỷ tỷ. Nàng hận Diệp Dung Hoa tới chết, nhưng nàng lại không dám xung đột với nàng ta, bởi vì nha đầu bên cạnh nàng ta quá lợi hại. Ánh mắt Diệp lão phu nhân trầm xuống, thấp vọng bọn họ là mẫu tử, nó có thể chịu cực cái gì? Là cháu gái nghĩ nhiều rồi. Thấy có phu nhân khác đi tới, Diệp lão phu nhân liền nở nụ cười, nói với Diệp Di Nguyệt, cháu ra ngoài chơi với chúng tỷ muội đi vâng, tổ mẫu. Diệp Di Nguyệt cuốn gối, sau đó hành lễ với hai vị phu nhân kia rồi mới rời đi. Dưới sự phối hợp của Vân Nhi và Hợp Hương, vết thương trên tay Kiều Vũ Thần đã được rửa sạch. Lau khô xong, Vân Nhi mới thở vào nhẹ nhõm, duỗi tay lau mồ hôi trên trán. Lòng bàn tay của Kiều Vũ Thần đã bị thương hết, máu tươi không ngừng trào ra, trông rất rợn người. Hợp Hương tìm khăn sạch băng vết thương cho đứa nhỏ trước, nô tỳ không dám bôi thuốc cho tứ thiếu gia trước, Sợ bôi sai tới lúc đó phải rửa lại, cho nên tứ thiếu gia đợi một lát, Thái y qua xem thì sẽ không sao nữa. Được. Kiều Vũ thần cười tủm tỉm. Thái y đã thi châm cho Kiều Nguyệt xong, đứng lên nhận lấy khăn tay từ nha đầu. "Thái y, Nguyệt Nhi sao rồi? Có nặng lắm không?" "Nghiêm trọng lắm sao?" Nhan thị nôn nóng hỏi. "Thái y, nhị tỷ ta khi nào mới tỉnh?" Kiều Nhân đang dìu Nhan thị cũng vội vàng hỏi nhị tiểu thư bị kích thích nên mới ngất xỉu, không nghiêm trọng lắm. Hầu phu nhân đừng lo, lão phu đã thi châm, lát nữa nhị tiểu thư sẽ tỉnh lại. Thái y lau tay xong liền đưa trả nha đầu, nói tiếp, có điều, thân thể lệnh ái mảnh mai, tốt nhất là cẩn thận tỉnh dưỡng, phải tránh chịu kích thích. Làm phiền thái y rồi. Nhan thị nói. Phu nhân quá lời. Thái y vội đáp. Lúc này, Nhan thị mới khách khí mời thái y xem vết thương cho kiều vũ thần kiều gia nhị tiểu thư hôn mê tứ công tử té bị thương cho nên thái y vừa bôi thuốc cho kiều vũ thần xong thì đại hoàng tử phi tự mình dẫn nha đầu vào phòng tham kiến nương nương mọi người vội vàng hành lễ mau miễn lễ đại hoàng tử phi nâng tay lo lắng nhìn thái y hỏi thái y nhị tiểu thư và tứ thiếu gia sao rồi nhị tiểu thư là chịu kích thích phi thần đã thi châm lát nữa sẽ tỉnh tứ thiếu gia chỉ bị thương bên ngoài không ảnh hưởng tới kinh mạch cẩn thận tĩnh dưỡng mấy ngày chờ kết sẹo thì không sao. Thái y cung kính bẩm báo tình hình của hai người. Vất vả cho Thái y rồi. Nương nương quá lời, đây là trách nhiệm của nhi thần. Thái y vội hành lễ, dặn dò kiều vũ thần thêm vài câu rồi hướng đại hoàng tử phi cáo từ. Đại hoàng tử phi nhìn nhan thị, nói, hầu phu nhân, là bổn cung quản thúc hạ nhân không tốt, chậm trễ sơ sẩy nhị tiểu thư và tứ công tử, để bọn họ chịu khổ rồi. Thần phụ sợ hãi, Nhan thị vội uống gối hành lễ, là tiểu nhi không tốt, chút thêm phiền toái cho nương nương mới đúng. Hầu phu nhân mau đứng lên đây, việc hôm nay quả thực là do hạ nhân trong phủ không chu toàn. Đại hoàng tử phi khách sáo đáp lễ, quay đầu phân phó ma ma quản sự, nhị tiểu thư và tứ thiếu gia phải dùng thuốc gì, nếu biệt viện không có thì mau về phủ lấy. Vâng, nương nương. Ma ma quản sự vội nhận lệnh. Tạ nương nương hậu ái. Nhan thị vội tạ ơn. Lúc này đại hoàng tử Phi mới nhìn Dung Hoa và Đỗng Ngọc Lan, nghe nói thời điểm kiều tứ công tử té ngã, hai vị cô nương cũng có mặt. Đúng vậy, nương nương. Dung Hoa cùng Đỗng Ngọc Lan gật đầu, hành lễ. Kiều vũ thần không người chấp tay thi lễ, nghiêm túc trả lời, thần nhi gặp qua nương nương. Nương nương, là thần nhi chạy nhảy không cẩn thận nên mới té ngã, chuyện này không liên quan tới tỷ tỷ và Đỗng tỷ tỷ, thỉnh nương nương đừng trách bọn họ. Đều là lỗi của thần nhi, muốn phạt nương nương cứ phạt thần nhi. Nương nương, tiểu nhi không tốt là do thần phụ dạy dỗ không chu toàn, thỉnh nương nương trách phạt. Nhan thị vội nói. Nhìn gương mặt đáng yêu của kiều vũ thần, đại hoàng tử phi cũng nhu hòa đi vài phần. Nàng nhìn nhan thị, lại mỉm cười nhìn kiều vũ thần. Thần nhi không sợ bị phạt sao? Không sợ. Kiều vũ thần lắc đầu, không chút do dự đáp, là lỗi của thần nhi, theo lý phải chịu phạt nếu đây chỉ là lỗi của ngươi, vậy bổn cung phạt ngươi phải uống thuốc dưỡng thương đàng hoàng. Sự tình cứ thế mà trôi qua. Tại nương nương ân điển. Kiều Vũ Thần nghe vậy liền hành lễ. Đại Hoàng Tử Phi bật cười, lại nhìn về phía Nhan Thị. Nếu hầu phu nhân có yêu cầu gì thì cứ phân phó Ma Ma, ngàn vạn đừng khách khí. Tại nương nương. Nhan Thị vội đáp. Đại Hoàng Tử Phi gật đầu, rồi nâng bước ra ngoài. Đúng lúc này. Kiều Nguyệt nằm trên giường cũng mở mắt. Nguyệt Nhi, con tỉnh rồi sao? Lồng ngực có khó chịu không? Đầu còn đau hay không? Có gì khó chịu cứ nói với nương. Nhan thị dường như vui sướng mà khóc, ngồi cạnh mép giường hỏi thăm. Để mẫu thân lo lắng rồi, con không sao. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đệ đệ đâu? Đệ ấy bị thương thế nào? Nhiều máu như vậy, nghiêm trọng lắm sao? Kiều Vũ Thần vội đi tới, nhị tỷ tỷ, thần nhi không sao tỷ đừng lo lắng nói xong đứa nhỏ liền duỗi tay đã được băng bó ra ngoài nhị tỷ 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 xem khuôn mặt tái nhợt của kiều nguyệt lộ ra ý cười không sao thì tốt nguyệt nhi con vừa tỉnh lại đừng nói nhiều kẻo mệt nhan thị quan tâm khuyên nhủ đúng đúng ngàn vạn đừng để mệt cố gắng nghỉ ngơi đi hứa thị khẽ cười kiều nguyệt gật đầu đáp vâng kiều vũ thần thức thời lui ra nhị tỷ tỷ uống thuốc đi, để muội đút tỷ uống. Kiều Nhân đứng cạnh duỗi tay nhận lấy chén thuốc trong tay nha đầu, dịu hiền cười nói. Nhan thị tự mình đỡ Kiều Nguyệt ngồi dậy, kê thêm chiếc cối phía sau cho nàng rồi duỗi tay về phía Kiều Nhân, để ta làm. Kiều Nhân liền đưa chén thuốc cho Nhan thị. Nhan thị dùng tay thử độ ấm, sau đó mới múc một muỗng, cẩn thận cúi đầu thổi thổi, nhẹ nhàng đút cho nàng uống. Mẫu từ tử hiếu, tỷ hữu muội kính, ấm áp hòa thuận. Dung Hoa đi lên trước, nhẹ giọng, vậy con và Đổng Tỷ Tỷ không quấy rầy nữa. Nói xong, nàng liền cùng Đổng Ngọc Lan uống gối hành lễ với Nhan Thị và Hứa Thị. Kiều Nguyệt đã tỉnh, Kiều Vũ Thần cũng đã băng bó xong, ở đây sớm đã không còn chuyện của bọn họ. Ừ, đi đi. Khi nãy Đại Hoàng Tử Phi đã lên tiếng, hiện tại Nhan Thị cũng không có gì để truy cứu, cho nên khách sáo gật đầu. Tỷ tỷ, Kiều Vũ Thần đưa cặp mắt như nai con nhìn Diệp Dung Hoa kiều vũ thần là hài tử nhỏ nhất trong phủ tây ninh hầu phụ mẫu huynh trưởng tỷ tỷ đều yêu thương nó nhưng xếp về độ sủng ái nó luôn xếp sau thân thể mảnh mai của nhị tỷ tỷ kiều nguyệt hài tử đương nhiên có cách của mình đã phân biệt ai tốt với nó ai là bộ làm tịch mà kiều vũ thần lại vô cùng hiểu chuyện cũng cực kỳ mẫn cảm hôm nay tuy là lần đầu gặp tỷ tỷ nàng cũng không phải thân thiện gì mấy nhưng nó có thể cảm nhận được nàng thật lòng yêu thương nó cho nên kiều vũ thần không bỏ được Kiều Nhân đứng cạnh vội kéo Kiều Vũ Thần lại, cười nói, thần nhi nghịch ngợm, mong ngủ cô nương thứ lỗi. Dung Hoa mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần, sau đó cùng Đỗng Ngọc Lan xoay người ra ngoài. Dung Nhi Vừa ra cửa, còn chưa đi mấy bước, phía sau đã truyền tới thanh âm của hứa thị. Dung Hoa dừng bước, xoay người, mở. Dung Nhi Hứa thị tươi cười, nhìn nhan mẫn chi và Đỗng Ngọc Lan, nói, hai đứa đi ngắm mai trước đi đây hẳn là muốn nói chuyện riêng với dịp dung hoa nhan mẫn chi và đổng ngọc lan cùng nói vâng hứa thị thân thiết kéo tay dung hoa đi về phía trước tới đoạn gấp khúc trên hành lang mới dừng lại dung nhi mấy ngày nay con khỏe không tạ mợ quan tâm dung hoa vẫn khỏe vậy mợ an tâm rồi nếu con có chuyện gì thì cứ sai người đưa tin cho mợ hứa thị dừng một lát mới tiếp tục còn nữa chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng Nguyệt Nhi có bệnh trong người, thân thể từ nhỏ đã không tốt, mẫu thân con vì khẩn trương nên mới quan tâm con bé nhiều một chút, bỏ bê bên này, con tuyệt đối đừng để bụng. Thì ra là lo bản thân ghen ghét Kiều Nguyệt, cố ý tới khuyên nhủ. Dung Hoa mỉm cười, mở yên tâm, mẫu thân lo lắng cho nàng, con cũng vì nàng mà cao hứng. Kiều Vũ Thần còn bị vứt qua một bên, nữ nhi như nàng rất có khả năng không cùng huyết thống lấy quyền gì mà ghen ghét. Con hiểu chuyện như vậy, Cô nãy nãy nếu biết chắc chắn sẽ vui mừng. Hứa thị cảm thán. Dung Hoa mỉm cười, thuận miệng hỏi, "Mợ, Tây Ninh hầu có tốt với mẫu thân không?" Hứa thị chỉ nghĩ nàng lo lắng cho Nhan thị, nên gật đầu đáp, "Ngài ấy rất tốt với mẫu thân con, con cứ yên tâm." Trước đó bọn họ đã quen biết sao? Dung Hoa lại hỏi. Khi đó Nhan thị vô cùng diễm lệ, đặc biệt xinh đẹp. Quy củ của Đại Chu tuy không nghiêm khắc, nhưng để khai chi tán diệp tây ninh hầu hoàn toàn có thể cưới một tiểu thư khuê các khác nhưng năm đó nhan thị lại là quả phu vừa mất chồng nàng thật không tin tây ninh hầu rốt cuộc coi trọng nhan thị ở điểm nào còn cưới bà ta về làm chính thất mà nhan gia lại không phải gia tộc quyền quý hiển hách gì năm đó đang đau đớn vì mất phụ thân nhan thị tái giá lại nháo rất lớn cho nên ký ức trong đầu đặc biệt sâu theo nàng thấy tây ninh hầu và nhan thị đã quen biết nhau từ sau hơn nữa nàng còn nghi ngờ nhan thị trước khi xuất giá đã biết tây ninh hầu thậm chí hai người đã yêu nhau cho nên sau khi thê tử của tây ninh hầu mất sau khi phu quân của nhan thị mất hai người liền bài trừ khó khăn mà tới với nhau ở diệp phủ chuyện của nhan thị giữ kín như bưng nếu đúng như nàng suy đoán người rõ nhất không gì hơn hai đương sự nhan thị và tây ninh hầu cũng những người thân bên cạnh hứa thị nghe xong sắc mặt hơi thay đổi Ngữ khí mang theo vài phần trách cứ, nha đầu con nghĩ đi đâu vậy? Quả nhiên, bọn họ đã quen biết từ trước. Dung Hoa thản nhiên mỉm cười, hỏi, chẳng lẽ là con nhớ sai sao? Chuyện khi nhỏ con không nhớ lắm, chỉ mơ hồ nhớ trong tang lễ của phụ thân có gặp hầu gia, con nghĩ sau khi hồi kinh hầu gia mới gặp mẫu thân rồi cưới bà. Chẳng lẽ sai rồi sao? Hứa thị nhìn nàng, khẽ cười, chắc là không sai đâu, có điều ta cũng không biết rõ, chuyện qua nhiều năm rồi con nhắc tới làm gì hứa thị vội chuyển chủ đề vừa hỏi tình hình nàng gần đây vừa cười đưa nàng trở về vừa tới cửa đại sảnh yến hội đã chuẩn bị bắt đầu nơi tổ chức yến hội này hoàn toàn khác những lần trước nam nữ đều được sắp xếp ở chung tuy cùng một đại sảnh nhưng ở giữa lại dùng hoa mai để ngăn cách có điều hai bên đều có thể nhìn rõ tình hình của nhau vì đối diện là khách nam nên cử chỉ của chúng phu nhân cùng nhóm khuê tú càng thêm ưu nhã thanh âm nói chuyện càng ôn nhu và mềm mại tuy chiêu vương không tới nhưng bốn vị hoàng tử đều có mặt tướng mạo lại đường đường anh tuấn cho nên không ít khuê tú trộn liếc qua bên kia dung hoa ngồi cùng đổng ngọc lan mà diệp di châu lâm nhược và kỷ vũ tú ngồi cùng nhau diệp di nguyệt phương gia nhu cùng nhan mẫn chi ngồi cùng một chỗ hiện tại yến hội chưa bắt đầu nhưng điểm tâm trà và trái cây đã chuẩn bị đầy đủ nhóm thanh niên anh tuấn cùng khuê tú thi nhau thể hiện tài nghệ đổng ngọc lan nuốt miếng điểm tâm xuống Trúc Khăn lau khóe miệng, nhưng cơ hội nói với Dung Hoa, đúng là không có nơi nào ngon hơn điểm tâm của lâu ngoại lâu. Dung Hoa buông đổ xuống, mỉm cười, đổng tỷ tỷ thật biết ăn uống. Điểm tâm của lâu ngoại lâu chỉ có tặng đi, không bán cũng không đóng gói, cho nên hương vị dùng tại chỗ được mọi người vô cùng hoan nghênh. Tiếc là lâu ngoại lâu không bán điểm tâm. Đổng Ngọc Lan cảm thán. Nếu nói tới bán mang về, vậy phương vị trai thật sự rất nổi tiếng phương vị trai là cửa hàng điểm tâm tốt nhất ở Kinh Thành. Vừa nhắc tới, hai mắt Đỗng Ngọc Lan liền sáng lên, đúng vậy, là món chúng ta ăn lần trước ấy. Ta có kêu nữ đầu bếp trong nhà làm lại, hương vị tuy không như lần đầu nhưng mẫu thân, phụ thân và ca ca đều khen, bọn họ còn nói có thể so với nhất phẩm cư nữa. Đỗng Ngọc Lan vừa nói vừa nhíp lại cạnh dung hoa, chi bằng chúng ta rủ thêm từ muội muội mở một tửu lâu đi. Ta đã nói với mẫu thân, bà ấy cũng nói chỉ cần ta có thể kéo được hai người thì tiền mở tửu lâu bà ấy bỏ ra. Đúng rồi, từ muội muội hiểu biết biết rất nhiều dược thảo, chắc chắn sẽ rất hữu dụng, muội lại làm việc cẩn thận. Tới lúc đó các phu nhân và cô nương trong kinh thành chắc chắn sẽ thích. Dung Hoa nghĩ nghĩ rồi cười nói, sau này nói đi. Ừ, Đỗng Ngọc Hoa gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì Dung Hoa phát hiện người đối diện nhắc tới mình, Diệp Trạng Nguyên năm đó văn thơ nổi bật, đáng tiếc ông trời đố kỵ anh tài, nghe nói ngũ cô nương do dịp trạng nguyên tự mình dạy dỗ khi nhỏ đã nổi tiếng thấp cẩm châu không biết hôm nay chúng ta có được may mắn xem ngũ cô nương trổ tài không nhỉ người vừa nói chính là tứ hoàng tử dung hoa thoáng nhíu mày nhóm khuê tú biểu diễn đều có chung một điểm đó là bọn họ chưa lập gia đình có ba vị hoàng tử chưa thành thân ở đây chúng khuê nữ đương nhiên cố gắng thể hiện bản thân nhưng lời này của tứ hoàng tử là có ý gì nàng thân có hôn ước đây là chuyện ai ai cũng biết biết tứ hoàng tử vừa dứt lời mọi người đều đưa mắt nhìn dung hoa móng tay dịp di nguyệt khảm sâu vào da thịt đáy mắt lộ ra tia ghen ghét và phẫn hận nàng cũng là nữ nhi của phụ thân nàng cũng là nữ nhi của trạng nguyên lan vì sao tứ hoàng tử chỉ nhắc tới một mình dịp dung hoa thế không phụ thân kỳ thật chỉ có một mình dịp di nguyệt nàng là nữ nhi dịp dung hoa chẳng qua là loại không rõ lai lịch nàng rất muốn đứng lên nói ra chuyện này nói cho mọi người biết Diệp Dung Hoa không phải nữ nhi của phụ thân, nhưng nàng ta cũng biết lời này không thể tùy tiện nói ra. Hừ. Một ngày nào đó, nàng sẽ để tất cả mọi người biết Diệp Dung Hoa là thứ giả chủng. Diệp Di Nguyệt cắn môi, ánh mắt âm ngoan nhìn Dung Hoa. Diệp Di Châu cũng căm giận nhìn Dung Hoa, đáy mắt hàm chứa ghen ghét, nha đầu không cha không mẹ này dựa vào cái gì mà được tứ hoàng tử để mắt chứ hả? Mọi người đều chờ Dung Hoa trả lời. Ngũ cô nương có cần chuẩn bị hay không?" Thất hoàng tử ôn nhuận cười. Thất hoàng tử cũng đã lên tiếng, lại thêm gương mặt tuyệt lệ của Dung Hoa, trong lòng mọi người đều thầm phỏng đoán. Tứ hoàng tử tay cầm chén rượu, chậm rãi đông đưa, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Dung Hoa, trầm giọng, "Hôm nay là yến hội thưởng mai, không bằng ngũ cô nương ngâm một bài về mai thì thế nào?" Đúng là một nha đầu to gan, cư nhiên lại lợi dụng mình. Nếu đã vậy, nàng phải trả giá thật lớn mọi người đều an tĩnh nhìn Dung Hoa, chờ nàng tê trả lời. Dung Hoa khẽ cười, ưu nhã đứng lên, nếu đã vậy, Dung Hoa xin tự bêu xấu. Nàng nâng bước tới trước án kỹ, lập tức có nha đầu mang giấy và bút lên. Dung Hoa cầm bút, cơ hồ không cần suy nghĩ liền viết ra. Thời gian chưa tới một nén hương, nàng đã gác bút, hướng mọi người cười cười, bêu xấu rồi. Hai nha đầu tiến lên phía trước, cúi đầu thổi thổi, sau đó liền kéo tờ giấy ra để mọi người cùng đọc. Vịnh Mai. Mưa gió đưa xuân về, tuyết bay nên xuân đến. Đã là huyên nhai trăm trượng băng, hãy còn hoa chi tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho hoa trên núi nở rực rỡ. Nàng đứng giữa chốn đông người mỉm cười. Trong sảnh lập tức im lặng. Sau một lúc lâu mới có người vỗ tay, lớn tiếng khen, thơ hay. Cũng có người vỗ tay, khen, chữ đẹp lâm luật nhíu mày ánh mắt nhìn dung hoa có vài phần khác thường ánh mắt đổng trầm chu sáng người ngơ ngác nhìn dòng thơ kia ngủ muội muội dịp cẩm bạc cũng suy si ngốc nhìn dung hoa đáy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt ngủ cô nương không hổ là nữ nhi mà dịp trạng nguyên sủng ái đúng là thơ hay chữ đẹp tứ hoàng tử cười ha ha khen tặng thất hoàng tử ôn nhã cười nhìn dung hoa không lên tiếng nhưng đáy mắt cũng lộ ra sự khác thường dung hoa đứng giữa đài dung mạo tuyệt lệ, dáng người yếu điệu, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, tứ hoàng tử quá khen, nói ra cũng thật xấu hổ, kỳ thật bài thơ này là khi bé lúc theo phụ thân học làm thơ, phụ thân đã dạy dung hoa một chút, có điều, sau khi phụ thân qua đời, tiểu nữ sợ nhìn cảnh nhớ chuyện cũ cho nên chưa từng nhắc lại. Tiểu nữ thật sự tài hèn học ít, kỳ thật bài thơ này tính ra là do phụ thân làm, cho nên hôm nay tiểu nữ xin mượn hoa hiến Phật. Còn về nét chữ, đương nhiên là do Diệp Dung Hoa tự mình rèn luyện mà qua bài thơ này nàng cũng không định làm tài nữ gì đó cho nên liền mượn danh hào của phụ thân trạng nguyên để dùng chân chân thật thật là nàng hay phụ thân trạng nguyên làm cứ để bọn họ đoán đi nét chữ như mây bay nước chảy chữ đẹp chữ đẹp ngũ cô nương tuổi còn nhỏ đã viết tốt như vậy khó mà có được tam lão gia của từ gia vuốt râu khen ngợi từ tam lão gia nổi danh về thư pháp một câu của ông ấy khiến ánh mắt mọi người nhìn dung hoa càng thêm hâm mộ Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt lại ghen ghét tới cả hai tròng mắt muốn phóng ra lửa. Dung Hoa thi lễ, rồi trở về chỗ ngồi. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Kiều Vũ thần cao hứng vẫy tay gọi nàng, mà Kiều Vũ thần ngồi bên cạnh nó mặc như quan ngọc, dáng ngồi như tùng lại lạnh lùng nhìn Dung Hoa. Dung Hoa nhìn hắn một cái, cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu tươi cười nhìn Kiều Vũ thần. Những người khác tiếp tục lên biểu diễn tài nghệ. Tới giờ ngọ, nha đầu liền bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào yến hội chính thức bắt đầu. Chủ tử, chúng ta thật sự rời đi sao? Cả đoạn đường Lâm Thắng đã nghẹn rất lâu, thời điểm sắp tới cửa vương phủ liền nhịn không được, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Chu Hành đang dựa ra sau, cúi đầu đọc binh thư, nghe Lâm Thắng hỏi liền đưa mắt nhìn, sắp về phủ rồi. Giờ này còn nói lời vô nghĩa làm gì? Lâm Thắng đáp, kỳ thật điện hạ cũng nên thành thân rồi, hôm nay ở lại nhìn một chút cũng tốt, bản thân tìm được một người hợp nhãn vẫn tốt hơn để hoàng thượng tùy tiện chọn một người rồi tứ hôn thứ nhất hoàng thượng là quân thứ hai là huynh trưởng của chủ tử tục ngữ có nói huynh trưởng như cha mà chủ tử lại rời kinh mười mấy năm vẫn là thương châu tốt trời xanh mây trắng tự do tự tại chu hành lại đọc sách nhẹ giọng chẳng lẽ ở lại đó mọi chuyện sẽ như ý ta sao chẳng qua là đi ngang sân khấu khóe miệng chu hành lộ ra ý cười lạnh lẽo người được chọn là vương phi trong lòng hoàng thượng sớm đã có, chẳng qua là muốn dùng hôn sự khống chế y thôi. Lâm Thắng nhíu mày, Trầm Tư một lát mới nói, điện hạ cảm thấy hoàng thượng sẽ chọn trúng cô nương nhà ai. Chu Hành vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói, hôn sự của ta há có thể để ai muốn làm chủ thì làm chủ. Thân nhân của y, từ nhiều năm trước chỉ còn lại một mình hoàng tỷ. Yến hội mãi tới trời ngã về tây mới tan. Diệp lão phu nhân đã không còn sức xã giao xương cốt trên người sớm đã rã rụng diệp di châu và diệp di nguyệt đều ghen ghét với dung hoa cho nên lúc về đều không muốn ngồi cùng xe ngựa với nàng đành lấy lấy lý do muốn đấm lưng xoa vai cho diệp lão phu nhân cho nên một mình dung hoa thoải mái ngồi một xe ngựa chờ xe ngựa lên đường nàng mới lên tiếng hỏi lưu tô là ai bắn cục đá đó kiều nhân tới quá đúng lúc nàng ta và nha đầu bên cạnh có gì khác thường không chủ tử bọn họ đều không biết võ công Lưu Tô lắc đầu, khi đó nô tỳ không thấy ai cả, lúc quay lại kiểm tra cũng không phát hiện kẻ khả nghi. Tiểu thư có muốn nô tỳ đi điều tra không? Không cần. Dung Hoa xua tay, sau đó nghiêng người nằm xuống. Kiều Vũ Thần bị tính kế, tới lúc cần thiết sẽ có người vì nó mà ra mặt, không cần nàng nhọc lòng. Kiều Vũ Thần bị thương nên vừa lên xe ngựa đã ngủ. Về tới hậu phủ, Nhan Thị cũng không đánh thức đứa nhỏ, chỉ phân phó bà tử đưa nó về chính viện, sau đó quay đầu nói với đám người kiều vũ đình kiều nguyệt và kiều nhân các con về phòng nghỉ ngơi đi nguyệt nhi phải chú ý tỉnh dưỡng biết chưa vâng mẫu thân ba huynh muội hành lễ nhan thị lại cẩn thận dặn dò nha đầu của kiều nguyệt sau đó mới xoay người về chính viện muội muội ta đưa muội về kiều vũ đình ôn hòa nhìn kiều nguyệt không cần đâu ca ca cũng mệt mỏi cả ngày rồi về phòng nghỉ ngơi đi kiều nguyệt lắc đầu Muội đi cùng ta muội muội là được rồi. Vâng, ca ca yên tâm, muội sẽ đưa tỷ tỷ về phòng." Kiều Nhân gật đầu. Nhìn gương mặt Kiều Nguyệt không chút huyết sắc, Kiều Vũ Đình vô cùng ấy nấy, hắn duỗi tay giúp Kiều Nguyệt sửa lại tóc mai trên thái dương, "Ừ, vậy muội mau về đi, đừng để cảm lạnh." Đều do hắn vô dụng, để nàng chịu khổ. Kiều Nguyệt gật đầu rồi cùng Kiều Nhân rời đi, Kiều Vũ Đình đứng đó nhìn bọn họ đi ra tới khi không thấy bóng dáng mới xoay người. Trở về chính viện, nhan thị mang tâm phúc là tần ma ma trực tiếp tới đông khóa viện mà kiều vũ thần ở. Phu nhân Thấy nhan thị tiến vào, nha đầu bà tử canh giữ trong phòng vội đứng dậy hành lễ. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Nhan thị phất tay. Đám nha đầu bà tử vội vàng lui xuống. Nhan thị đi tới ngồi xuống mép giường, duỗi tay xoa trán kiều vũ thần, sau đó vuốt ve bàn tay bị băng bó, nước mắt tuôn ra, thần nhi. Phu nhân, người đừng thương tâm, tứ thiếu gia chỉ bị thương ngoài da thôi qua mấy ngày nữa sẽ ổn tần ma ma thấp giọng khuyên nhủ đều do người làm mẹ như ta có lỗi với nó nhan thị lau nước mắt bị thương nặng như vậy ta lại không thể ở cạnh chăm sóc ma ma tim ta như bị kim đâm vào vậy nhi tử bị thương bà sao có thể không lo lắng nhưng kiều nguyệt lại là kế nữ trên người lại có bệnh bà sao có thể bỏ mặt cho nên mặc kệ là thời điểm nào người quan trọng nhất vẫn là Kiều Nguyệt. Tứ thiếu gia từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại rất nghe lời, ngài ấy tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng thấu hiểu phu nhân. Tần ma ma thấp giọng trấn an. Nhan thị gật đầu, ngồi ở mép giường một lúc mới đứng dậy về phòng. Phu nhân, lão gia phái người tới nói, tối nay sẽ dùng cơm bên chỗ tầng phu nhân. Vừa vào phòng, Vân Nhi liền tiến lên bẩm báo. Ừ, nhan thị kiệt sức gật đầu. Thay sim y xong, để nha đầu giúp bà tháo hết trang sức trên đầu, tầng ma ma mới cho người lui xuống, cầm lược giúp nhan thị chải đầu, sau đó nhanh nhẹn búi kiểu tóc đơn giản. Bà đi ra đi, xem hôm nay thần nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị té ngã. Tam nha đầu sao có thể đúng lúc ở đó. Điều tra rõ ràng cho ta. Trên mặt nhan thị lộ ra phẫn nộ, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Vâng, phu nhân. Tần ma ma gật đầu nhận lệnh, phu nhân, ngài nói xem, có phải ngủ cô nương oán người nên mới trút giận lên tứ thiếu gia không? Ngần ấy năm, một câu phu nhân cũng không hỏi thăm, trong lòng ngủ cô nương nhất định có oán hận. Nhan thị nhìn dung nhan mỹ lệ trong gương, trầm tư một lúc, lắc đầu, không đâu, ta nuôi con bé mấy năm, từ nhỏ nó đã được dịp thế hiên tự mình dạy dỗ, tâm tính thiện lương, cho dù mấy năm nay có oán hận, nó cũng sẽ không xuống tay với thần nhi. Tri nhân tri diện bất tri tâm, huống hồ ngủ cô nương đã không còn đứa nhỏ của khi đó, bao nhiêu năm trôi qua, nàng ấy khẳng định đã thay đổi không ít. Tần ma ma nói. Nếu nó dám xuống tay với thần nhi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đáy mắt nhan thị hiện lên tia tàn khốc, có điều, ta đoán chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Kiều Vũ Đình và Kiều Nhân, nói không chừng Nguyệt Nhi cũng có phần trong đó. Nuôi bọn họ bao nhiêu năm, không ngờ cả đám lại vong ân bội nghĩa, hiện tại ngay cả thần nhi cũng dám tính kế. Thần nhi mới 6 tuổi, là đệ đệ của bọn họ. Bà điều tra cho ta, bắt đầu từ gia đình nha đầu bên cạnh chúng. Bà không tin chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. "Vâng, phu nhân." Bà cẩn thận một chút, đừng để lão phu nhân phát hiện. Nhan thị dặn dò một câu. "Từ khi bà vào cửa, lão phu nhân đã không vừa mắt, nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại vẫn thẳng mặt không thích bà." Lão nô biết rồi. Biết đại hoàng tử phi tổ chức yến hội, kỹ thị muốn gặp Diệp Di Châu để hỏi tình hình nhưng lần này diệp lão phu nhân phái người trong chừng quá chặt kỷ thị dù muốn gặp nữ nhi cũng không được bởi vì lần này ở yến hội tỏa sáng rực rỡ diệp lão phu nhân đã hòa ái với dung hoa rất nhiều ngay cả diệp thế lâm cũng quan tâm tới nàng dung hoa không để ý nhiều chỉ một lòng lo chuyện của cẩm tú sơn trang phải thiết kế sơn trang thế nào nhỉ nàng không phải người trong nghề cho nên chỉ có thể căn cứ vào tình hình miếng đất sau đó kết hợp với một số thứ cũng may sư phó Chu Hành mời tới vô cùng lợi hại Dung Hoa chỉ cần đưa ra ý tưởng Hắn đã đưa nó thăng hoa lên một cảnh giới khác Vì thế Dung Hoa chỉ cần truyền đạt suy nghĩ của mình cho họ Ngày tháng cứ thế trôi qua Đảo mắt đã tới Tết Hết phần 4 Mời các bạn đón nghe phần 5 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn